Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng. Chương 106, pháp khí khống hỏa, tân tiến nha. Pháp khí, hai tay Tống Thư Hàng dâng cây quạt sắt, hỏi, cho tôi sao? Đừng có tưởng bở, cây quạt ngự hỏa ba sao này là sản phẩm thí nghiệm được dược sư và một luyện khí đại sư cùng hoàn thành cách đây không lâu. Giờ chỉ cho ngươi mượn một hồi được thôi, sau này phải trả cho vị luyện khí đại sư kia, Giang Tử Yên cười hì hì bảo. Trên đời này không có thứ gì được cho không cả, đặc biệt ở là trong nhóm Cửu Châu số 1, phải trả giá thì mới được đền đáp. He he, Tống Thư Hàng có chút ngượng ngùng, giờ nghe được hai chữ, pháp khí, là hắn lại không nỡ buông tay, dù sao đây cũng là trang bị mà tu sĩ nào cũng cần có nha. Thân là một tu sĩ, sao có thể không có pháp khí và pháp bảo chứ? Tử Yên cô nương, cây quạt ngự hỏa ba sao này dùng thế nào? Tống Thư Hàng ôm cây quạt sắt, hỏi. Lòng hắn còn nghĩ, có nên tìm một địa điểm thích hợp để Tử Yên dạy mình không? Nè, hướng dẫn sử dụng đây. Giang Tử Yên lấy một tờ giấy A ra, đưa cho Tống Thư Hàng tự tìm một chỗ mà nhóm lửa, rồi dựa vào hướng dẫn sử dụng để thử. Đơn giản lắm, học một tí là biết luôn. Hướng dẫn sử dụng. Lúc nhận lấy bản hướng dẫn sử dụng, không hiểu sao Tống Thư Hàng lại có cái suy nghĩ rằng, thứ mình nhận từ tay Giang Tử Yên không phải pháp khí, mà là đồ mua trên mạng được chuyển tới. Đương lúc lòng Tống Thư Hàng ngổn ngang bao cảm xúc, thì Giang Tử Yên lại nhắc nhở. Đúng rồi, mỗi lần dùng xong nhớ sạc pin cho nó. Sạc pin 3 tiếng có thể dùng liên tục trong 24 tiếng. Thời gian sử dụng hơi ít, nhưng với hạng gà mờ trong lĩnh vực luyện đan như ngươi thì cũng đủ rồi. Được rồi, ta rõ rồi, Tống Thư Hàng gật đầu theo thói quen. Hở, đợi chút, nãy mình có nghe lầm không? Sạc pin, cái pháp khí này mà còn cần sạc pin á? Tống Thư Hàng trợn tròn mắt, há hốc mồm. Hắn nâng cái, quạt ngự hỏa ba sao, này lên nhìn, quả nhiên thấy được dưới cán quạt có một cái lỗ sạc. Bỗng nhiên, hắn cảm thấy choáng váng. Câu hỏi của ngươi kỳ quái thật, không sạc pin thì lấy đâu ra năng lượng mà dùng? Chẳng nhẽ ngươi chưa học định luật bảo toàn năng lượng à? Giang Tử Yên hỏi ngược lại. Không, ý tôi là, chẳng nhẽ không phải pháp khí cần, thiên địa linh lực, tiên năng, hay, linh thạch, gì đó để nạp năng lượng sao? Cái loại linh thạch mà nạp một viên có thể dùng được mấy trăm năm chi đó, Tống Thư Hàng xả hết nỗi lòng. Linh thạch, Giang Tử Yên hì hì rồi bảo, linh thạch là năng lượng không thể tái sinh. Số lượng càng ít thì giá trị càng cao, hiện một viên hạ linh thạch có thể mua được 10 bình khí huyết đan. Loại pháp khí ngự hỏa hạ đẳng này, nếu dùng linh thạch thì không thể chỉ đơn giản là lãng phí đâu. Hơn nữa, có sẵn loại năng lượng, điện năng mà không dùng, còn lãng phí linh thạch để làm gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tống Thư Hàng cầm cây quạt ngự hỏa ba sao, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Tôi biết rồi. Tôi sẽ nhớ sạc pin cho nó. Nhà ngươi đã từng thấy pháp khí nào cần sạc pin chưa? Nếu chưa thấy, thì hôm nay để ta giúp ngươi mở mang tầm mắt. Ngươi nhân lúc đang rảnh thì nghiên cứu cây quạt ngự hỏa này đi, ta về bên dược sư phục mệnh. Có vấn đề gì thì vào nhóm chat rồi liên lạc với dược sư hoặc các tiền bối khác, Giang Tử Yên cười bảo. Tống Thư Hàng cầm cây pháp khí trên tay, bỗng nhiên hỏi dò. Đúng rồi, Tử Yên cô nương. Sau này cái vị luyện khí đại sư kia có bán cây, quạt ngự hỏa ba sao, này không? Đương nhiên có bán chứ, giá chắc không đắt lắm đâu, chừng 3 viên linh thạch mà mua được rồi. Nếu sau này ngươi không học được bí quyết ngự hỏa thì có thể tính đến chuyện mua một cây, Giang Tử Yên vẫy vẫy tay, còn muốn hỏi gì không? Không thì ta đi nha. Gần đây, dược sư hay kiếm cớ để đuổi cô đi xa xa. Nhưng cô không phải người dễ bỏ cuộc, một ngày nào đó. Cô nhất định sẽ biến cái danh phận sư phụ của dược sư được đổi thành đạo lữ. Tống Thư Hàng lại hỏi thêm. Dược sư tiền bối đang bận gì vậy? Qua điện thoại, ta nghe được là dược sư định đi khám mấy cái bệnh vặt cho vài đạo hữu. Mấy người đó, hình như mới tìm được một bí cảnh để thám hiểm, lúc đi ra gặp vài chuyện rắc rối gì đấy. Cụ thể thế nào ta cũng không rõ. Hôm qua, vì ngươi mà ta cố tình đến chỗ luyện khí đại sư để lấy cây quạt ngự hỏa này đấy. Nếu ngươi muốn biết tỉ mỉ mọi chuyện thì có thể hỏi thẳng dược sư, Giang Tử Yên đáp. Tống Thư Hàng yên lặng gật đầu. Sau khi Giang Tử Yên đi rồi, Tống Thư Hàng cất cây quạt ngự hỏa ba sao và bản hướng dẫn sử dụng đi, trong lòng vô cùng buồn bực. Một lúc lâu sau, khi đã bình tâm lại, hắn mới gọi điện cho ba thằng bạn cùng phòng để hô bọn nó đi ăn cơm. Tòa nhà hoang bị một gã ngoại đạo phát hiện, thành thử,
trong trường tạm thời chẳng còn địa điểm nào thích hợp để tu luyện. Việc tu luyện phải tạm ngừng, tôi đến qua bên dược sư để luyện vài lần nữa vậy. Bấy giờ, cách nơi này cả vạn dặm, mở một đạo quan tại thị trấn nhỏ ở thành phố Di. Dược sư chau mày kiểm tra cơ thể của bốn vị đạo hữu. Bốn tu sĩ kia gồm có một đạo trưởng, một nữ quan, cùng với nam nữ đạo đồng mà từng người mang theo. Sau khi kiểm tra xong, dược sư nói với vẻ nghi hoặc. Cơ thể của các ngươi không có dấu hiệu bất thường nào, cái vụ mất trí nhớ mà các ngươi nói với ta, xảy ra vào lúc nào? Điều cuối cùng mà bần đạo nhớ được trước khi bị mất trí nhớ, là khi mình và Huyền Huyền đạo cô cùng đi vào hòn đảo thần bí kia, vị đạo trưởng nọ chau mày nói, tiếp đến, chuyện bần đạo nhớ được sau đó là mình, và Huyền Huyền đạo cô cùng hai đồng tử, cũng mất trí nhớ, cùng ở trên một hòn đảo nhỏ. Còn chuyện vào đảo thần bí bằng cách nào, hoặc có chuyện gì xảy ra trên đảo, thì hoàn toàn không nhớ được. Nữ quan kia, chính là Huyền Huyền đạo cô, tiếp lời. Ký ức cuối cùng của bần đạo thì lùi về trước một chút, ta chỉ nhớ rằng mình và Côn Di đạo trưởng hẹn nhau đi tới hòn đảo thần bí nọ, nhưng vừa ra khỏi cửa liền mất đoạn trí nhớ tiếp theo. Khi tỉnh dậy, ta cũng thấy mình ở hòn đảo nhỏ ở Đông Hải ấy. Còn chuyện đi tới đảo thần bí, rồi cả những chuyện xảy ra trên đảo thần bí thì đều quên sạch. Hòn đảo thần bí mà họ đang nhắc tới, chính là đảo thần bí bồng bềnh trên biển Đông, mà nhật báo tu sĩ từng đăng tải không lâu, rằng thì, mơ hồ thấy được nơi ấy hoa thơm chim chóc bay lượn, linh khí dồi dào, thậm chí còn có rất nhiều sinh vật tưởng chừng đã tuyệt diệt đều sống ở đó. Chính bởi bài đăng ấy, mà lượng tu sĩ đi tới biển Đông để thám hiểm chẳng phải là ít. Bấy giờ, nhóm Cửu Châu số 1 còn bàn nhau là khi nào thì tổ chức một nhóm đi biển Đông thăm dò xem. Nhưng chẳng mấy người tìm được hòn đảo thần bí ấy. Hai vị đạo trưởng này khá may mắn, được trở thành những tu sĩ hiếm hoi được đi vào hòn đảo đó. Nhưng mà, mọi ký ức về hòn đảo thần bí ấy đều biến mất. Hai vị đạo đồng cũng thế sao? Dược sư hỏi dò. Nam đạo đồng lắc lắc đầu, bảo. Tiền bối, ta nhớ được nhiều hơn một chút. Từ lúc cùng sư phụ, và Huyền Huyền sư thúc vào trong đảo thần bí, chúng ta liền gặp phải trận pháp cấm bay. Vậy nên, chúng ta đành rơi xuống rừng cây trên đảo, nơi ấy có rất nhiều dược liệu quý báu. Bốn người chúng ta ngắt một ít dược liệu, rồi tiếp tục đi sâu vào trong đảo thần bí. Sau đó, ký ức của ta bị mất một khoảng lớn, ta chỉ mơ hồ nhớ được rằng hình như chúng ta gặp rất nhiều yêu thú đáng sợ, bị đuổi theo rất lâu, mất rất nhiều đồ. Tiếp theo lại là khoảng trống ký ức, điều cuối cùng ta nhớ được, là bốn chúng ta vất vả lắm mới tìm được thang trời để rời khỏi đó, rồi chúng ta bước lên thang trời để thoát khỏi đảo thần bí. Đoạn sau thì cũng giống như sư phụ, chúng ta xuất hiện ở một hòn đảo nhỏ trên biển Đông, mà những đồ lấy được từ đảo thần bí chỉ sót lại vài cọng thảo dược. Ký ức của đạo đồng còn nhiều hơn các ngươi một chút. Chẳng nhẽ trên hòn đảo thần bí ấy, sức mạnh càng yếu thì ký ức càng nhiều. Dược sư hỏi. Chương 107, tiếng kêu thê lương của lịch quỷ. Nữ đệ tử của Huyền Huyền đạo cô do mất đi lượng ký ức quá lớn, nên cứ ngốc ngốc đáng yêu. Dù rằng ban đầu cô bé này cũng đã ngốc ngốc đáng yêu rồi. Hòn đảo thần bí kia đúng là quỷ dị khó lường. Hai vị đạo hữu cứ an tâm, không cần phải lo lắng. Đợi đệ tử của ta mang một ít pháp bảo và dụng cụ qua đây, ta lại kiểm tra tỉ mỉ cho hai vị lần nữa, dược sư chỉ có thể trấn an đối phương. Giờ, chỉ mong việc mất trí nhớ ở đảo thần bí sĩ không đem tới ảnh hưởng xấu nào cho các tu sĩ. Trước mắt, thì Huyền Huyền đạo cô và Côn Di đạo trưởng đều là tu sĩ ở linh hoàng ngũ phẩm, đã ngưng tụ được kim đan. Nhưng môn phái cổ thì gọi cảnh giới này là kim đan chân nhân đều là người nắm giữ chức trưởng lão thực quyền ở các môn phái. Việc lặng lẽ xóa sạch ký ức của hai vị linh hoàng ngũ phẩm tới mức thần không biết, quỷ không hay, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Là do những trận pháp ảo thuật chằng chịt ở trên đảo thần bí đã gây ảnh hưởng đến trí nhớ của hai vị đạo hữu, hay bởi bị những con yêu thú trên đảo thần bí làm hỏng bộ phận lưu trữ ký ức trong não rồi. Cái chứng mất trí nhớ này rất khó điều trị, nhất là khi tu sĩ bị mất trí nhớ, đến dược sư cũng không thể chắc chắn 100% rằng có thể giúp mấy vị đạo hữu này hồi phục ký ức. Hơn nữa, nếu chỉ mất trí nhớ vì sự cố ngoài ý muốn thì còn may, sợ là sợ hai vị đạo hữu này đã nhìn thấy thứ gì không nên thấy ở trên đảo thần bí, rồi bị sinh vật cường đại nào trên hòn đảo đó phong ấn ký ức. Nếu thế thì, việc khôi phục ký ức là việc cực kỳ khó khăn. Giờ, dược sư cũng chỉ biết cố gắng hết sức. Tại quán cơm ở Đại học Giang Nam, Lý Dương Đức uể oải và cơm vào miệng, trận thi đấu chạy 100m sáng nay đã rút sạch năng lượng của hắn, năng lượng tinh thần cũng cạn kiệt.
hiện chưa phục hồi. Đặc biệt, năng lượng tinh thần là cái thứ bị xài hao nhất. Thổ ba vừa ăn cơm, vừa điên cuồng dùng điện thoại, chẳng biết là đang chơi trò gì. Còn Cao Mỗ Mỗ, sau khi bị Gia Cát Trung Dương lôi đi, đến giờ vẫn chưa thấy về. Nghe nói thằng bé đang phải giúp Gia Cát Trung Dương tìm chỗ ở, sau đó lên kế hoạch để tìm cách để hẹn được mấy cô, vợ dự bị của Gia Cát Trung Dương ra gặp. Đây là một kế hoạch lâu dài, chắc mấy ngày tới, Cao Mỗ Mỗ đều bị Gia Cát Trung Dương quấn chặt không cho rời đi. Đúng rồi, Thổ Ba, Dương Đức, hai đứa có muốn học lái xe với tao không? Tống Thư Hàng tiện thể hỏi. Một mình học lái xe sẽ rất chán, đặc biệt là khi, lúc lên xe thực hành, một giáo viên không chỉ có một học sinh. Khi 4, 5 người thay phiên nhau tập lái, mỗi người chỉ học được chừng 1 tiếng cho một buổi chiều, còn 3, 4 tiếng còn lại, nếu không kiếm được ai để nói chuyện thì cũng đành ngồi ngơ ngẩn. Tao rút, đợi khi nào sắp tốt nghiệp thì đi học. Gần đây bận lắm, Lý Dương Đức đẩy kính mắt, cái phần mềm mà dạo trước hắn cùng lập trình với người khác nhận được rất nhiều lời khen ở trong giới, thành thử dạo gần đây hắn nhận được rất nhiều việc. Thư Hàng, mày chuẩn bị học lái à? Thổ Ba hỏi. Lý thuyết cũng biết sơ sơ rồi, tao định trong dịp mấy ngày nay thì đăng ký, Tống Thư Hàng đáp. Được, lúc nào đi học thì gọi tao, tao đi với mày. Dù sao thì dạo gần đây cũng rảnh lắm, Thổ Ba cười ha ha, chuyện học lái đối với hắn dễ như trở bàn tay. Bởi từ 2 năm trước, hắn đã biết lái ô tô rồi. Nếu không phải do chưa đủ tuổi thì hắn đã có bằng từ lâu. Thế thì mai đi, mai là ngày cuối cùng của Đại hội Thể dục Thể thao, chúng ta đều không có hạng mục thi đấu nào. Cùng đi đăng ký, rồi tranh thủ thi đỗ phần lý thuyết, Thư Hàng quyết định. Không biết Bạch Chân Quân xuất quan lúc nào, tốt nhất là hắn cứ thi lấy bằng trước để đề phòng. Khí huyết đan chỉ còn 24 viên, nếu mỗi ngày dùng hết 3 viên, thì có thể dùng được trong 8 ngày nữa. Được, không thành vấn đề, Thổ Ba gật đầu. 7 giờ tối, ngày 8 tháng 6. Tống Thư Hàng một mình đi vào căn nhà của Dược Sư. Dược Sư và Giang Tử Yên đều không ở đây. Hắn có thể nhân lúc này để thử tính năng của cây quạt ngự hỏa 3 sao. Trong lòng có chút hưng phấn. Dù thứ này phải sạc pin, nhưng nó là pháp khí thật đó. Lát nữa, mình phải tự thử pháp khí, không có người đứng bên chỉ dạy, không biết có nguy hiểm gì không đây. Sau đó, hắn lấy tờ giấy A4, cũng chính là bản hướng dẫn sử dụng kia ra, đọc từ đầu đến cuối một lần, chút hưng phấn liền bị quẳng đi bay biến. Trời, đúng là cách dùng dành cho đồ ngốc. Bảo sao Tử Yên cô nương lại yên tâm để cho mình tự học. Đống nội dung dày kịt trên tờ A4 được tụ chung lại thành 3 điểm như sau. Ở một bên của cây quạt ngự hỏa 3 sao, có 3 nút hình ngôi sao, 3 nút này được dùng để điều khiển pháp khí. Bấm vào nút ngôi sao màu đỏ, giúp tăng mức độ của ngọn lửa. Tổng cộng có thể tăng mức độ được 6 lần. Bấm vào nút ngôi sao màu lam, giúp hạ mức độ của ngọn lửa. Cuối cùng, cái nút màu xanh biếc là hiển thị mức năng lực. Qua độ đậm nhạt của màu sắc để biết được năng lượng còn lại bao nhiêu. Tiện thể, nếu bấm vào nút này, còn có thể coi như là nút, bắt đầu sử dụng, của cây quạt ngự hỏa 3 sao, 2 tính năng trong 1, đúng là vô cùng tiên tiến. Nhìn chung thì, nội dung của bản hướng dẫn sử dụng nói như thế. Có phải nhìn quen mắt, nghe quen tai lắm không? Đấy là vì đa phần những đồ điện gia dụng đều có những tính năng ấy. Tăng giảm nhiệt độ, hiển thị năng lượng, và nút, bắt đầu. Đến thằng ngu cũng chỉ cần vài lần thực hành là biết cách dùng. Chẳng nhẽ đây là công nghệ đen của giới tu chân sao? Tống Thư Hàng chẳng còn sức để cảm thán nữa. Không cần biết là mèo đen hay mèo trắng, bắt được chuột thì là mèo tốt rồi. Không cần biết là công nghệ đen hay công nghệ trắng, hữu dụng thì đều là thứ công nghệ tốt. Mạnh mẽ lên nào, Tống Thư Hàng. Dù cách sử dụng vô cùng đơn giản, còn là cây quạt ngự hỏa cần sạc pin, thì nó vẫn là pháp bảo. Đừng ngủ rột, Tống Thư Hàng tự cổ vũ mình. Sau đó, hắn lên lầu 2, chọn một căn phòng chưa trang trí, rồi đổ một đống than không khói từ trong ba lô ra. Đây là nhiên liệu được hắn kiếm về để dành riêng cho việc thí nghiệm quạt ngự hỏa 3 sao. Sau khi dùng giấy để nhóm than, Thư Hàng mở cây quạt ngự hỏa 3 sao, rồi bấm nhẹ vào nút màu đỏ một cái. Bùm, vốn là chỉ ngọn lửa liu riu, bỗng nhiên bùng lên mạnh mẽ rồi bọc quanh đống than, cháy hừng hực. Ngạc nhiên thật, sức mạnh hồng hoang đấy à. Tống Thư Hàng lại bấm cái nút đỏ ấy thêm lần nữa. Lúc này, ngọn lửa phóng vút lên, cao đến chừng hơn 1 mét, còn vươn tới tận nóc nhà. Tống Thư Hàng há hốc mồm,
hắn vội vàng bấm nút ngôi sao màu lam để giảm cường độ lửa xuống. Sau khi bấm nút ấy, ngọn lửa vốn đang bùng lên bất thường chợt thu nhỏ lại, quay về trạng thái bọc quanh đống than. Pháp khí ngự hỏa, không hổ với cái tên ngự hỏa, lợi hại thật. Hai mắt Tống Thư Hàng sáng rỡ, dù cho nó cần phải sạc pin, dù cho tính năng của nó đơn giản đến phát ngốc, nhưng thân là pháp khí, nó hoàn toàn đủ tư cách. Ngọn lửa liu riu được châm qua loa, trải qua hai lần tăng cường độ mà đã vụt lên tới mức gần chạm tới nóc nhà. Nếu tăng cường đến lần thứ sáu, thì chẳng nhẽ sẽ đốt sạch tòa nhà này. Thậm chí, có thứ này rồi, nếu sau gặp phải hiện trường hỏa hoạn, thì chỉ cần bấm nhẹ nút màu lam một cái là có thể nén trận đại hỏa vào phạm vi nhỏ nhất đúng không? Mới chỉ là pháp khí căn bản nhất mà đã có cái sức mạnh ấy rồi. Vậy nếu là pháp khí cao cấp, hoặc là pháp bảo được các bậc đại năng sử dụng, thì sẽ có uy năng đến chừng nào? Nhân lúc than củi chưa cháy sạch, Tống Thư Hàng tiếp tục thí nghiệm cây quạt ngự hỏa ba sao vài lần nữa. Nhưng hắn chỉ giới hạn trong hai lần tăng cường đầu tiên, nếu muốn biết rõ uy lực của lần tăng cường thứ sáu của cây quạt ngự hỏa ba sao này, cần phải lựa chỗ khác để thử. Nếu thử ở đây, thì khi dược sư về, sẽ phải chứng kiến hiện trường vụ hỏa hoạn. Thí nghiệm xong xuôi, thấy còn sớm, Thư Hàng bèn dùng một viên khí huyết đan để luyện ba lần kim cương trụ cột quyền pháp. Mãi cho đến 9 giờ tối, hắn mới rời khỏi tòa nhà của dược sư để về ký túc xá ở trường Đại học Giang Nam. Cứ đi rồi đi như vậy, cho tới lúc Thư Hàng bước vào một ngõ tắt rất ít người qua lại, thì bỗng nhiên, tầm mắt hắn đen đặc. Ngay sau đó, có tiếng lịch quỷ thê thiết vang vọng quanh tai Thư Hàng. Chương 108, oán hồn của đàn chủ. Tống Thư Hàng không hoảng sợ, hắn sử dụng chân ngã minh tưởng kinh, để lan tỏa tinh thần lực, sử dụng bí quyết, trinh sát. Trong trường hợp mắt không nhìn thấy, hắn còn có pháp môn tinh thần lực của tay mơ là, trinh sát, để nương tựa. Nhờ vào nó để mình không hoàn toàn rơi vào thế bị động. Bên cạnh đó, tay hắn mau chóng mò vào túi áo, tay trái cầm một lá kiếm phù, tay phải cầm một lá phá tà phù. Kể từ hôm qua, khi mơ thấy cái giấc mơ kỳ quái nọ, hắn liền mang theo mấy lá bảo phù để đề phòng vạn nhất. Dẫu cho không thể vào luân hồi, vĩnh viễn thành quỷ vật, cũng phải đời đời kiếp kiếp quấn lấy ngươi. Nỗi hận ngập trời sộc thẳng về phía Tống Thư Hàng, khiến da gà da vịt của hắn nổi hết lên. Là giọng của đàn chủ. Chẳng nhẽ là do nỗi hận trước khi chết, cùng với câu nguyền rủa khi ấy, mà đàn chủ hóa thành lịch quỷ, tìm mình đòi mạng thật. Nực cười, đàn chủ khi còn sống hắn còn không sợ, huống chi là một đàn chủ đã chết. Nếu là lịch quỷ oán hồn thì, phá, Tống Thư Hàng cầm phá tà phù, gầm nhẹ, luồng linh lực cuồng bạo hóa thành cơn lốc, quét sạch khoảng không mấy chục mét quanh hắn. Trong cơn lốc linh lực này, bất cứ quỷ vật bẩn thỉu hoặc tà năng đều bị sức mạnh của cơn lốc xé nát, không giữ lại được gì. Màn đêm vừa che khuất đôi mắt của Tống Thư Hàng tan thành mây khói, tiếng la hét đầy oán hận của đàn chủ cũng biến mất. Tầm nhìn của Tống Thư Hàng trở lại bình thường, sau đó, hắn thấy trước mình khoảng 5 mét, có một bóng người lơ lửng như quỷ hồn, người nọ mang vẻ ngoài của đàn chủ. Cơn lốc linh lực cuốn qua cái cơ thể của quỷ hồn ấy, nhưng con quỷ đó không hề bị thương. Sức mạnh của phá tà phù có thể xé nát một quỷ tướng có sức mạnh tương đương với tu sĩ nhị phẩm cơ mà. Có thể hứng thẳng sức mạnh của phá tà phù sao? Tống Thư Hàng vội vàng siết lấy kiếm phù, ngầm chọn mục tiêu là quỷ hồn của đàn chủ. Bấy giờ, quỷ hồn của đàn chủ mở to mắt, cặp mắt trống rỗng, mặt không biểu tình, nó vốn đã không có linh trí. Sau khi cơn lốc linh lực tan mất, quỷ hồn của đàn chủ không bị trói vào một chỗ nữa, nó hét lên một tiếng rồi vươn tay chồm về phía Tống Thư Hàng. Cách tấn công của nó như loài dã thú, không hề có chiêu thức gì mà chỉ là đánh loạn theo bản năng. Quyền pháp căn bản tam, một tay Tống Thư Hàng cầm kiếm phù, duy trì trạng thái sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào. Tay kia quặp thành long chảo, rồi lấy chảo chống lại chảo của đàn chủ quỷ hồn. Hắn không dùng kiếm phù luôn, bởi ở trạng thái trinh sát, hắn nhìn thấy trạng thái của quỷ hồn này có chút kỳ quái. Uinh uinh, chảo thủ của một người một quỷ đụng vào nhau. Vang lên tiếng đánh trầm trầm chắc nịch, Tống Thư Hàng bất giác lùi về sau ba bước. Về phần quỷ hồn của đàn chủ, nó cũng phải xoay ba vòng trên không rồi mới đứng vững được. Quá yếu, Tống Thư Hàng nhận ra, quỷ hồn của đàn chủ mới sinh ra, nó yếu vô cùng. Nếu so ra thì cũng chỉ ngang bằng kẻ mới có cảnh giới khai tâm khiếu, còn đang 100 ngày cơ bản như hắn. Thậm chí, còn yếu hơn một chút. Một điểm đáng lưu ý nữa là, quỷ hồn của đàn chủ dường như không có thần trí, chỉ tấn công theo bản năng như loài dã thú.
Gào, quỷ hồn của đàn chủ thét lên một tiếng, rồi lại lao về phía Tống Thư Hàng, cách tấn công của nó y hệt lần trước, cũng vươn quỷ chảo ra. Quyền pháp căn bản, nhất, lần này, Tống Thư Hàng chọn cách lấy quyền để đối chảo, quyền phải lao ra như đại bác, miệng hắn lẩm nhẩm quyền kinh khẩu quyết. Tu luyện nhiều lần như vậy, hắn đã có thể tùy ý phối hợp quyền kinh khẩu quyết và quyền pháp. Quyền này vừa tung ra, linh lực trong thiên địa như được dẫn đường, chúng bám vào nắm đấm của Tống Thư Hàng. Hắn vừa tu luyện 3 lần ở tòa nhà của dược sư, tinh, khí, thần của cơ thể không được nhiều. Nhưng dưới trạng thái dẫn lối cho linh lực trong thiên địa, thì hoàn toàn có thể thi triển đôi 3 chiêu thức. Dầm, chảo và quyền đụng nhau, bấy giờ, cả cánh tay của quỷ hồn đều bị đòn đánh kia của Tống Thư Hàng nổ nát, để rồi hóa thành vụn vỡ, tan biến giữa không trung. Nhưng, quỷ hồn của đàn chủ chẳng cảm nhận được điều gì, việc quỷ chảo bị đánh nát không ảnh hưởng gì đến nó. Hơn nữa, cánh tay vừa nát bươm đó còn khiến sức mạnh từ cú đấm của Tống Thư Hàng bị tản đi. Quỷ hồn của đàn chủ rít lên, nó nhân cơ hội này để chồm lên Tống Thư Hàng, rồi há miệng, lộ ra hàm răng sắc lẻm, nó cúi xuống cắn về phía cổ của Thư Hàng. Phát cắn này mà thành công, cổ của Tống Thư Hàng thế nào cũng bị xé thủng. Đến khi ấy, báo ngày mai sẽ đưa mấy cái tin đại loại như, kinh hoàng khi một thanh niên đụng phải xác sống. Kinh nghiệm chiến đấu non yếu quá. Dùng đám lưu manh tầm thường để luyện quyền, dẫu sao cũng không sánh bằng chiến đấu với tu sĩ, Tống Thư Hàng thở dài. Quỷ hồn của đàn chủ vừa sinh ra, yếu hơn mình rất nhiều, thế nhưng nó dựa vào phong cách tấn công điên cuồng mà có thể dễ dàng đẩy mình vào tình cảnh nguy hiểm. Giáp, hắn gầm khẽ một tiếng, một lá bảo phù trong tay sáng lên. Choang, miệng của quỷ hồn cắn phải một lớp chắn mỏng mang, nếu nó không cắn nữa, thì hàm răng sắc bén của nó cũng đỡ bị rụng. Tiếc rằng, quỷ hồn của đàn chủ không có thần trí, nó cứ ôm dịt lấy Tống Thư Hàng, rồi há mồm cắn vào lớp chắn trên cổ hắn, nom chẳng khác gì chó điên. Kết thúc rồi, Tống Thư Hàng hô khẽ, quyền pháp căn bản, nhị. Quyền như sao rơi, mỗi quyền đều có linh lực của thiên địa, chỉ chóp nháy mắt, hơn 20 quyền đã đập vào quỷ hồn của đàn chủ. Quỷ hồn của đàn chủ không biết né, nó yên lặng hứng chọn 20 quyền này như cái bao tải cát. Cơ thể nó nát thành mảnh. Rồi từ từ tan đi. Ngay cả cái thời khắc khi cơ thể sắp tan biến, nó vẫn vô cùng hung dữ và cố chấp, nhất quyết phải lao mồm vào cắn lá chắn xung quanh Tống Thư Hàng. Lá chắn ấy tỏa sáng dịu dịu, nhưng không hề tan vỡ. Dù là đòn mạnh nhất của đàn chủ khi còn sống, thì cũng chẳng thể phá nổi sức phòng ngự của giáp phù. Huống chi là quỷ hồn hình thành từ câu nguyền đầy oán hận được sinh ra sau khi hắn chết. Tống Thư Hàng thở ra một hơi hồn khí, rồi đứng lặng hồi lâu. Sau đó, hắn thở dài, rồi đi thẳng về Đại học Giang Nam, chẳng thèm quay đầu lại. Lần này, chắc đàn chủ chết thật rồi nhỉ, đến cả quỷ hồn cũng tan biến rồi, chắc là không tìm đến hắn nữa nhỉ. Đám bạn cùng phòng trong ký túc xá vẫn chưa về, xem chừng hôm nay chúng nó không định về rồi. Tống Thư Hàng mở mắt tính, đăng nhập vào nhóm Cửu Châu số 1 theo thói quen. Hôm nay trong nhóm rộn ràng lắm. Thư Hàng kéo lên trên để xem lịch sử nói chuyện. Đầu tiên là dược sư online, rồi mở màn. Gần đây trong nhóm có ai đi Biển Đông để tìm cái hòn đảo thần bí bồng bềnh đó không? Ta đang chuẩn bị qua đó, có chuyện gì xảy ra hả? Bắc Hà Tán Nhân trả lời, dạo trước, chính hắn là người định lập nhóm để qua khám phá cái hòn đảo thần bí kia. Đang trên đường qua Biển Đông đây, một tiền bối có ID là Cổ Hồ Chân Quân mỉm cười đáp. Được dùng tên đuôi là Chân Quân, thì át vị này cũng là linh quân lục phẩm như Bạch Chân Quân. Nhưng bối phận của hắn ngang với Bắc Hà Tán Nhân, đều là vừa đột phá cảnh giới ngũ phẩm, thăng lên lục phẩm được hơn 10 năm. Cổ Hồ, người cũng đi qua góp vui hả? Ta đã đến quanh khu Biển Đông rồi, nhưng vẫn chưa thấy hòn đảo thần bí kia. Lúc nào người tới thì chúng ta gặp nhau đi, Cuồng Đao Tam Lãng nói. Túy Nguyệt cư sĩ cũng xuất hiện, mỉm cười. Tam Lãng huynh, chẳng phải ngươi đang bế quan sao? Ha ha ha, thì ta lại xuất quan chứ sao? Cuồng Đao Tam Lãng cười sang sảng đáp lại nhiệm vụ tiếp đãi Bạch Chân Quân đã giao cho Tống Thư Hàng tiểu hữu, hắn còn bế quan cái bíp gì nữa. Túy Nguyệt cư sĩ gửi một cái icon mặt cười, sau đó lại lặn xuống. Cái đặc điểm gõ chữ chậm của dược sư lại được dịp thể hiện, các tiền bối đã nói cả chàng rồi, hắn mới nhắn ra cái dòng thông tin số 2. Chương 109, thần khí của đàn chủ đại đạo cấm ngôn thuật. Bắc Hà Tán Nhân hỏi, nguyên nhân do đâu mà mất trí nhớ? Còn đang kiểm tra, vẫn chưa xác định được nguyên nhân.
có lẽ là do trận pháp đặc biệt trên đảo, hoặc là loài yêu thú đáng sợ nào đấy. Khi nào có kết quả, ta sẽ báo cho mọi người, Dược Sư trả lời. Đa tạ Dược Sư huynh đã nhắc nhở, Bắc Hà Tán Nhân nói. Chỉ cần chuẩn bị trước, thì dù hòn đảo thần bí này có điều gì kỳ lạ, cũng sẽ không đến nỗi không kịp trở tay. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, Bắc Hà Tán Nhân lại nhắc nhở Tam Lãng. Tam Lãng huynh, người đã ở Biển Đông, cẩn thận chút. Yên tâm đi, Lãng mỗ không phải hạng lỗ mãng. Tam Lãng cười ha ha đáp lại. Tam Lãng, cứ yên tâm đi. Nãy ta vừa tính cho ngươi một quẻ, vận may dạo gần đây của ngươi không tệ, chuyến đi này chắc chắn sẽ gặt hái được thứ tốt. Đồng quái tiên sư đột nhiên xuất hiện, thả cho một câu. Vừa nghe hắn nói vậy, sắc mặt của Cuồng Đao Tam Lãng liền tái lại. Đợi, đợi chút, lão thầy bói, ngươi vừa nói gì? Vận may của ta dạo gần đây không tệ. Cuồng Đao Tam Lãng vội vàng gửi tin, ngươi chắc chắn là mình không nhìn nhầm quẻ chứ hả? Hay là ngươi tính lại thử xem, chắc chắn là hạ hạ phải không, ngươi đừng có lừa ta. Nhất định là đại hung đúng không? Hoặc ít nhất hỏa cũng lớn cỡ cắp gờ đúng không? Đồng quái tiên sư nổi gân xanh. Cút! Ha ha ha, Bắc Hà Tán Nhân cười ha hả, sau đó copy lại đoạn nhắn của Cuồng Đao Tam Lãng, rồi paste lại vào nhóm chat tận 5, 6 lần. Sau đó, hắn đắc ý bảo, lão thầy bói, ngươi chấp nhận đi. Cả đời này ngươi đều tính ngược. Khốn kiếp, đồng quái tiên sư bị trò trúng chỗ đau, lão già Bắc Hà này, khinh người quá rồi. Bắc Hà Tán Nhân gửi cho một cái icon cười nhếch mép. Không phục hả, hẹn 2 tháng sau ở trên đỉnh Tử Cấm, chúng ta so đấu một hồi. Hừ, 2 tháng sau, ta đương nhiên sẽ lĩnh giáo thủ đoạn của ngươi. Nhưng quân tử báo thù, 1 giây đều thấy muộn. Đồng quái tiên sư mở cái album tự làm của mình ra, rồi lôi cái mục Bắc Hà ra, cười lạnh lùng. Sau đó, hắn nhanh chóng đăng liền mấy tấm ảnh chụp những đoạn nói chuyện lên nhóm chat. Tháng nào đó của năm nào đó. Bắc Hà Tán Nhân, tuần trước may quá, được tham gia đại yến của Huyền Nữ Môn, được tận mắt trông thấy Vân Thức Tử tiền bối của Huyền Nữ Môn. Phong thái của tiền bối, khiến người ta khó lòng quên được. PS, Vân Thức Tử của Huyền Nữ Môn. Là một trong những quản lý của nhóm Cửu Châu số 1. Cuồng Đao Tam Lãng, người phải lòng Vân Thước Tử hả? Bắc Hà Tán Nhân, đương nhiên. Bắc Hà Tán Nhân, thằng khốn. Tam Lãng, người đừng có nói xen vào. Lại là tháng nào đó của năm nào đó. Tô Thị A Thất, Bắc Hà, cái cây, Vân La Tam Hiện Nguyệt, mà ngươi trông đẹp thật đấy, không chỉ mình ta thấy thế đâu, đừng khiêm tốn. Bắc Hà Tán Nhân, được rồi, ta thừa nhận rằng mình rất đẹp. 5-6 tấm liền nhau, đều là những quãng lịch sử đen tối được dựng thành từ vài tấm ảnh chắp vá câu chữ. Bắc Hà Tán Nhân nhìn đống ảnh chụp đoạn nói chuyện đó, rốt cuộc không bình tĩnh nổi nữa. Lão suốt ngày tính ngược, lão được đấy. Chụp một đống ảnh từ lúc nào thế hả? Hừ hừ, đồng quái tiên sư đắc ý, còn có những tấm ác hơn cơ. Đừng tưởng chỉ mình ngươi mới có. Bắc Hà Tán Nhân nổi giận, cũng lôi album của mình ra, rồi chọn mục đồng quái, cũng đăng liên tục 5-6 tấm ảnh lên. Đôi bên đều không kìm lại được nữa. Hai người luân phiên đăng ảnh, người đăng 4 thì ta đăng 5. Bỗng nhiên lại thành trận đấu thi xem ai nói xấu ai nhiều ai, xem lại thích được nhiều, thì càng giỏi. Mà khi cả hai lôi nhau ra bêu xấu, thì khó tránh khỏi việc sẽ liên lụy đến những người khác, thành thử, số người tham gia trận bêu xấu này càng lúc càng nhiều. Nhóm Cửu Châu số 1 thành nhóm cùng nhau bêu xấu. Dần dần, Bắc Hà Tán Nhân có chút không đỡ nổi nữa. Đồng quái tiên sinh tồn chữ nhiều hàng lắm, trận nói xấu nhau này, Bắc Hà Tán Nhân có ý bại. Làm sao bây giờ, chẳng nhẽ phải dùng thần khí Photoshop để làm giả lịch sử đen tối. Ha ha ha, Bắc Hà, người hết hàng tồn rồi cơ à. Đồng quái tiên sinh cảm thấy vô cùng sung sướng, ta còn có tuyệt chiêu chưa dùng tới đây, đỡ đại chiêu của ta này. Đây chính là tấm ảnh mà mấy trăm năm trước ta dùng pháp thuật để lưu lại mọi người xóa sạch màn hình chat đi nào, đồ ngon đến đây. Đinh đinh đinh, đây là ảnh của Bắc Hà sau khi tiếp đã Bạch Chân Quân. Thác ảnh thuật, có công dụng tương đương với máy ảnh, máy quay ở thời hiện đại. Vào thời cổ đại, khi chưa có thứ máy móc nào có khả năng ghi lại hình ảnh, thác ảnh thuật được chúng tu sĩ vô cùng ưa thích. Cái địch, đừng bảo là cái đó chứ. Bắc Hà Tán Nhân nghe vậy, tim đập thình thịch. Tên chuyên tính ngược vô đạo đức này, năm ấy trộm dùng thác ảnh thuật để giữ lại hình ảnh của mình sau khi tiếp đãi Bạch Chân Quân sao? Không được, nhất định không được để lão này tuồn những tấm hình mất mặt đó ra. Ngay sau đó,
Bắc Hà tán nhân liền vô cùng quyết đoán, cúi mình trước thế lực tà ác. Tiên sư xin giơ cao đánh khẽ, ta xin lỗi có được không? Mấy hôm nữa, phải tìm người hack vào máy tính của lão kia, xóa sạch mọi hình ảnh. Còn phải tìm cách hủy diệt đống ảnh được chụp bằng thác ảnh thuật của hắn. Bắc Hà tán nhân nghĩ bụng. Quá muộn rồi, đồng quái tiên sư cười gian trá, sau đó thì đăng một đoạn video với vẻ vô cùng đắc ý. Video có chút mờ, là do dùng điện thoại để gửi đoạn video được quay bằng thác ảnh thuật, nên chất lượng không rõ. Trong video, có bóng một người đàn ông ngồi rung đùi đắc ý, vẻ mặt thổn thức, sau đó nói với điệu vô cùng rối rắm. Ta thấy ấy, nếu người này có vẻ ngoài được như Bạch Chân Quân, hơn nữa còn có sức cuốn hút vô cùng, thì dù là nam. Khốn khiếp, mấy kẻ các ngươi quay lại làm gì? Ha ha ha, Bắc Hà, ngươi nhìn cái vẻ ngu xuẩn của ngươi năm đó đi, đồng quái tiên sinh cười điên cuồng, tựa như đã nhìn thấy vẻ ủ rũ, thua cuộc của Bắc Hà. Bắc Hà tán nhân lặng một lát, rồi nhìn đi nhìn lại người đàn ông mang vẻ mặt huênh hoang trong video. Người đàn ông đó gì vẻ mặt có chút huênh hoang, nhưng vẫn vô cùng tuấn tú. Sau đó, Bắc Hà tán nhân thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, gã đàn ông trong video không phải hắn. Sau này, lão đồng quái nhất định sẽ gặp xui xẻo. Hắn dùng đạo hiệu của mình để thề. Quả nhiên, chừng 5 giây sau. Hệ thống thông báo, đồng quái tiên sư đã bị đàn chủ Hoàng Sơn Chân Quân cấm nói 30 ngày. Ôi chao, cấm nói 30 ngày cơ đấy. Bắc Hà tán nhân mừng rõ vô cùng. Nếu không phải cái phần mềm nói chuyện này chỉ cấm được nhiều nhất 30 ngày, thì đồng quái còn bị cấm lâu hơn nữa. Bởi ban nãy, đồng quái đăng nhầm lịch sử đen tối. Người đàn ông trong video, không phải Bắc Hà, mà là đàn chủ của vài trăm năm trước Hoàng Sơn Chân Quân. Hắn đụng trúng nghịch lân của rồng, tự lao đầu vào chỗ chết đây mà. Cuồng đao tam lãng nhảy ra, bấm like cho Hoàng Sơn Chân Quân. Chân Quân cấm rất đúng, cái thứ như tên đồng quái này, phải cấm 10 năm, 20 năm mới chuẩn. Hoàng Sơn Chân Quân đang thẹn quá thành giận, hắn cười lạnh, chẳng chút cho dự mà cũng tiến cuồng đao tam lãng đi luôn. Hệ thống thông báo, cuồng đao tam lãng đã bị đàn chủ Hoàng Sơn Chân Quân cấm nói một ngày. Ai, không tự tìm đường chết thì đã không phải chết, lãng huynh, sao ngươi lại không rõ cái đạo lý ấy chứ? Bắc Hà tán nhân cảm khái trong lòng nói như vậy, có khác nào đang nói cho Hoàng Sơn Chân Quân biết, Chân Quân ơi, nãy ta cũng xem cái video kia rồi. Chân Quân không cấm ngươi, thì cấm ai? Làm người phải như ta đây này, chắc chắn sẽ không tự tìm đường chết, khi cần lặng lẽ thì nhất quyết không cố tình nổi bật. Dù ta mới là người sung sướng nhất khi tên đồng quái bị cấm nói, nhưng ta nhất quyết không lên tiếng. Bắc Hà tán nhân thiếu điều còn tự like cho mình. Hệ thống thông báo, Bắc Hà tán nhân đã bị đàn chủ Hoàng Sơn Chân Quân cấm nói 30 ngày. Làm một trong những hung thủ khơi mào trận chiến này, Bắc Hà tán nhân dù có lặng lẽ thế nào thì vẫn không thoát khỏi cái định mệnh bị cấm nói. Bắc Hà tán nhân cảm thấy có đau đớn. Tống Thư Hàng nhìn đến đoạn này thì đã cười suýt nội thương. Vốn hắn định nói gì đấy, nhưng đọc đến đây thì liền buông ngay cái tay đang đặt trên bàn phím xuống. Giờ đàn chủ Hoàng Sơn Chân Quân đang thẹn quá thành giận, dù ai lên tiếng thì cũng có khả năng bị cấm nói. Chương 110, đừng nói, phía trước có một ông chú hoang dại. Qua câu nói của Hoàng Sơn Chân Quân trong đoạn video ấy thì có thể kết luận, Bạch Chân Quân là người có sức cuốn hút cao. Giới tính là nam, còn những thứ khác thì Chân Quân chưa nói tới. Rốt cuộc vì đâu mà một Bạch Chân Quân, hào phóng, được mọi người trong nhóm chát kính nể, gần gũi hậu bối, lại khiến chúng tiền bối sợ như vậy. Không chết người đấy chứ, Tống Thư Hàng có chút lo lắng. Thôi, nghĩ nhiều cũng vô dụng, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ dừng. Hắn tắt máy tính, bò lên giường đi ngủ. Một đêm không mộng mị, ngủ thẳng đến hừng đông. Không có giấc mơ kỳ quái nào, xem chừng đàn chủ đã chết hẳn rồi. Hôm sau, mùng 9 tháng 6, trời quang mây tạnh. Ngày cuối cùng của Đại hội Thể dục Thể thao, cùng là ngày cuối cùng của kỳ thi đại học. Qua hôm nay, các thí sinh khốn khổ sẽ được giải thoát khỏi địa ngục thi đại học, sau đó. Họ sẽ bước chân vào một cái địa ngục khác có tên là, đợi kết quả tiếp tục phải chịu đựng những cách tra tấn khác. Thư Hàng, đi đăng ký thôi. Sáng sớm. Thổ Ba về ký túc xá, rồi hô lên với Thư Hàng như vậy. Đúng rồi, hôm qua đã hẹn Thổ Ba cùng đi đăng ký học lái xe thi lấy bằng ô tô. Trong khu vực của Đại học Giang Nam có một chi nhánh của phòng quản lý xe, nơi này là nơi cấp bằng lái cho sinh viên. Mới sáng sớm, lượng người đăng ký học xe không nhiều,
Thư Hàng cùng Thổ Ba tới quầy lễ tân để xếp hàng, sau đó cả hai cùng điền thông tin vào phiếu đăng ký của phòng quản lý. Tiếp đó là kiểm tra thị lực, thính lực, kiểm tra sức khỏe, rồi đi chụp hình thẻ, sau đó quay về quầy tiếp tân để nộp phí, nhận tài liệu. Cô gái ở quầy tiếp tân rất nhiệt tình giải thích cho họ. 8 giờ sáng và 1 giờ chiều mai thứ hai, có hai tiết học lý thuyết lái xe, sau khi tham dự hai tiết học đó, hai cậu có thể đăng ký thi lý thuyết lúc nào cũng được. Nhưng mỗi đăng ký chỉ có hai cơ hội thi lý thuyết, nếu không đỗ thì phải nộp phí đăng ký tiếp. Vậy nên, hai cậu tốt nhất là đừng lãng phí cơ hội. Cảm ơn, Tống Thư Hàng cười ngượng ngùng. Hai năm gần đây, việc làm thủ tục ở Hoa Hạ được giản lược đi rất nhiều. Nghe nói, chừng 5, 6 năm trước, muốn học lái xe, thì phải đợi chừng 10 ngày nửa tháng mới đi học lý thuyết được, học xong lại đợi thêm chừng 10 ngày nửa tháng để thi lý thuyết. Nghĩ lại những tiền bối phải học lái xe thời đó, mà lại thấy đau xót. Bao thanh xuân đều lãng phí bởi những quãng thời gian chờ đợi. Giờ thì đơn giản hơn nhiều, chỉ cần tự thấy bản thân đã nắm được lý thuyết, học xong lớp dạy lý thuyết xong, thì ngay cũng được. Không đỗ thì đăng ký thi tiếp, thì đến khi đỗ mới thôi. Đã đỗ lý thuyết rồi, thì bất cứ lúc nào cũng có thể học thực hành. Nếu may mắn, thì chỉ cần một tháng là có thể nhận được bằng. Thi lý thuyết không thành vấn đề đấy chứ. Thư Hàng, Thổ Ba hỏi, vốn hắn đã nhớ sạch những quy tắc giao thông và những kiến thức quan trọng rồi. Không thành vấn đề, chỉ cần học xong hai tiết lý thuyết là có thể đăng ký thi ngay. Tống Thư Hàng đáp, dạo trước, hắn vào tiệm sách coi cọp cũng đâu phải coi không. Những kiến thức quan trọng và những kiến thức lý thuyết hắn đều nhớ cả rồi. Được, đợi thi lý thuyết xong, chúng ta đăng ký học thực hành luôn, tranh thủ lấy được bằng trong khoảng thời gian sớm nhất, Thổ Ba chà chà tay, mấy hôm nay tao đi hỏi dò xem giáo viên nào dạy tốt, đến lúc đấy thì đăng ký học giáo viên đó. Không phải giáo viên là được phân ngẫu nhiên à? Thư Hàng hỏi. Đương nhiên là, ngẫu nhiên chứ, yên tâm đi, cứ để tao lo, Thổ Ba cười gian trá. Được rồi. Tống Thư Hàng cười bảo, đợi đến khi có bằng lái ô tô rồi, mình có nên đi học cả bằng lái máy bay không nhỉ? Còn lâu lắm mới có thể dùng kiếm để bay lên trời, chui xuống đất. Giờ muốn bay giữa trời cũng chỉ còn cách là lái máy bay. Không việc gì phải vội, cứ từng bước mà đi, trước tiên cứ có bằng ô tô cái đã. Bấy giờ, Thổ Ba thuận miệng hỏi. Thư Hàng, tao định đi chơi ở quảng trường La Tín một chút, mua đồ ăn vặt. Mày muốn đi cùng không? Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ, ngoại trừ việc tu luyện thì hôm nay cũng chẳng còn việc gì khác, đi dạo phố cũng chẳng tốn mấy thời gian. Được cùng đi, tao cũng muốn mua ít đồ, Thư Hàng cười nói. Quảng trường La Tín nha, con đường ẩm thực, cũng là một trong những địa điểm làm thay đổi cuộc đời hắn. Nếu không có quảng trường La Tín, hắn sẽ không gặp Vũ Nhu Tử, cũng không nhận được hai chai thuốc thối dịch, cũng không có cơ hội tiếp xúc với thế giới tu sĩ. Thư Hàng cảm thấy quảng trường La Tín chính là địa điểm may mắn của mình. Con đường ẩm thực. Sau khi Thư Hàng và Thổ Ba đi dạo một chốc, Thổ Ba đã mua cả đống đồ, xách theo đủ thứ túi lớn túi nhỏ, xem chừng, mấy ngày sau hắn định ngồi dịt trong nhà à. Chẳng nhẽ lại thấy game nào hay, định cày suốt đêm. Thư Hàng chỉ tùy tiện mua một ít, vừa đi vừa ăn. Ngay khi đang dạo, bỗng nhiên, khóe miệng hắn giật giật, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một bóng dáng cách đó không xa. Xin chào Ác Xuyên, sao ngày nào cũng gặp Ác Xuyên? Cách ngã tư không xa, có một người đàn ông vận đồ công sở đang bước vội vàng. Đi được một quãng, hắn lại lén lút núp trong góc, không biết đang làm gì. Nói thế nào nhỉ, thế giới này lớn như thế, dựa theo thống kê, thì trước năm 2018, toàn thế giới đã có chừng 8 tỷ người. Một khán phòng 5.000 người đã đủ khiến người ta thấy đông đúc, nếu 8 tỷ người đứng cùng một chỗ thì chẳng khác nào biển người. Nhưng thế giới cũng rất nhỏ, dưới sự dẫn lối của một sợi dây có tên là duyên, nó khiến hai con người khác biệt, nằm lọt thỏm giữa con số 8 tỷ, nhưng lại không ngừng gặp nhau. Mấy hôm nay, Tống Thư Hàng gần như ngày nào cũng trông thấy ông chú này. Dù là trong ngõ hẻm, tàu điện ngầm, bệnh viện, hay thậm chí là con đường ẩm thực này, đi đâu cũng có thể trông thấy người kia. Trong một thoáng, Tống Thư Hàng thậm chí còn nghi ngờ là, liệu có phải trên thế giới này có rất nhiều clone của ông chú, này, phân bố quanh khu vực Đại học Giang Nam, nên mình mới dễ gặp người ta thế không? Được rồi, dù là thế nào chăng nữa, thì Ác Xuyên vẫn cứ là Ác Xuyên. Hôm nay đã gặp nhau, thì nhất quyết không được cho qua dễ dàng được. Tống Thư Hàng bắt đầu đứng xoay vai, hoạt động gân cốt.
Thổ Ba nhìn hắn với vẻ nghi hoặc. Thư Hàng, mày làm gì thế? Ha ha, đừng để ý. Tao gặp người quen, nên định qua, chào hỏi chút thôi. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi bảo. Ha, vậy tao vào cửa hàng này mua ít đồ, mày chào hỏi xong thì qua tìm tao. Thổ Ba gật đầu, rồi xoay người đi vào trong cửa tiệm bên cạnh. Tống Thư Hàng nghe răng cười, ngồi xổm xuống, tạo dáng chuẩn của vận động viên thi chạy 100 mét. Ông chú à, tôi tới đây. Con cháu Tô Thị, lần này phải xem ngươi chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta như thế nào. Ông chú lạnh giọng nói. Lần trước, đi theo dõi mà lại bị sổng mất, con cháu Tô Thị, hắn vốn đã bực bội hồi lâu, nay vất vả lắm mới lại tìm được người đó. Ông chú này chuẩn bị lặng lẽ theo dõi, rồi tìm chỗ không người để tóm đối phương. Bấy giờ, hắn đột nhiên cảm thấy có gì bứt rứt. Giác quan thứ 6 sắc bén của một tu sĩ cho hắn biết, có rắc rối ở chung quanh mình. Ánh mắt của ông chú sắc lẻm như chim ưng, hắn quanh đầu nhìn chung quanh, chẳng mấy chốc đã thấy được cái nguyên nhân khiến mình bứt rứt. Cách đó không xa, một cậu thanh niên tuấn tú đang vọt tới cạnh hắn bằng tốc độ của người thi chạy 100 mét. Là cậu ta. Tên lừa đảo vô cùng phiền toái. Không ngờ tên này lại quấn hắn lâu như thế, còn không chịu buông tha. Lần trước cũng tại thằng lừa đảo này mà khiến con cháu Tô Thị chạy mất, lần này hắn lại định quấy rối sao. Nhưng lần này, tao không né nữa đâu. Ánh mắt của ông chú trở nên kiên định, đến lúc cần phải làm rõ vấn đề. Ánh mắt của đôi bên đụng vào nhau, Tống Thư Hàng biết đối phương đã thấy mình. Vậy thì cứ đường hoàng mà xông lên. Tống Thư Hàng thầm siết chặt tay lại, điều chỉnh sức mạnh phù hợp, chuẩn bị tặng cho ông chú này một quyền, đánh cho ông ta ngã xuống, sau đó khống chế, rồi tâm sự tỉ mỉ về niềm tin cơ bản giữa người với người. Tống Thư Hàng chạy cực nhanh, chẳng mấy chốc đã vào tới trước mặt ông chú trung niên. Ông chú à, hắn nhe răng, tay phải siết thành quyền, chuẩn bị tung cú đấm. Đúng lúc này, rầm một tiếng, chương 111, bị cướp. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm giác thế giới trở nên tối đen, ngay cả ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Bị ông chú kia đánh, không ngờ ông chú kia cũng có suy nghĩ giống mình thế chứ lại. Không đúng, sao tốc độ ra quyền của một người phàm, chưa từng tu luyện bao giờ có thể nhanh tới mức ngay cả hắn cũng không thể nhìn kịp được. Lại thêm sức mạnh của nắm đấm kia đánh hắn đau đến thế nữa. Là cao thủ à? Không được, sắp ngất rồi. Ngất thật rồi. Đây là suy nghĩ cuối cùng trong đầu Tống Thư Hàng trước khi hôn mê. Ông chú kia đứng bên cạnh cười lạnh, nhanh chóng chạy đi trong ánh nhìn trợn mắt kinh ngạc rớt cả cằm của quần chúng xung quanh. Chỉ để lại mỗi mình Thư Hàng đang hôn mê bất tỉnh nhân sự trên đất. Đám quần chúng xung quanh còn tưởng là ông chú kia là người quen của chàng trai này, hai người lâu ngày gặp lại, cho nên chàng trai này chạy vội đến muốn ôm một cái nồng thắm. Nào ngờ chàng trai này còn chưa chạy đến thì ông chú kia đã lạnh lùng đấm cho một cú, đánh cậu ta ngất xỉu. Chuyện này hot thật đấy. Mọi người vội móc điện thoại ra chụp lấy chụp để tách tách, đăng lên mạng cho bạn bè xem. Chuyện, một ông chú nào đó một quyền đánh ngất chàng trai trẻ ở khu La Tín, nhanh chóng lan tỏa. Phỏng chừng sẽ có rất nhiều người khen ngợi giá trị bạo lực của ông chú uy mãnh kia đấy nhỉ. Về phần chàng trai trẻ Tống Thư Hàng thì đương nhiên trở thành một miếng rẻ rách, làm nổi bật sự uy vũ khí phách của ông chú nọ. Hồi lâu sau, Thổ Ba dạo xong một vòng trong tiệm, tìm khắp nơi cũng không thấy Tống Thư Hàng đâu. Vất vả lắm hắn mới tìm thấy Tống Thư Hàng đang nằm sóng xoài trên đất bị mọi người bu xem đông nghẹt. Thổ Ba lại càng hoảng sợ hơn. Hắn vội vàng ném hết đồ đạc trên tay xuống, xách Tống Thư Hàng lên lắc mạnh. Khụ, xin mọi người đừng nên học theo hành vi của bạn học Thổ Ba. Bởi vì nhìn thấy có người đang bị ngất mà nhào lên lắc người ta như thế thì dễ gây ra án mạng lắm đó nha. Nếu như là bạn bè thì thôi, lỡ như không quen biết thì có khi phải đền tiền cho người ta đấy. Tống Thư Hàng mơ màng mở to hai mắt, sau đó nhìn thấy quần chúng đi đường chỉ trỏ xung quanh và Thổ Ba đang vô cùng lo lắng. Lại cố nhớ đến tiền căn hậu quả, không được, muốn chết quá đi mất. Bất hạnh quá mà, nhìn nhầm mẹ nó mất rồi. Hóa ra ông chú ngu ngốc kia là một cao thủ. Một quyền của ổng mà đánh trúng người thường chắc người ta phải choáng váng hôn mê cả ngày trời luôn ấy chứ. Cũng may mà thân thể của mình cường tráng nên mới có thể tỉnh lại nhanh thế. Thổ Ba nhìn thấy Thư Hàng tỉnh lại rồi thì mới thở phào một hơi. Mày làm tao sợ muốn chết, không phải mày nói gặp được một người quen cũ à? Sao lại nằm ngất ở đây thế? Chuyện cũng nghĩ lại mà kinh. Tống Thư Hàng lúng túng bỏ dậy, vỗ vỗ mông. Trong mắt đám người vây xem đều tràn ngập vẻ tò mò.
giống như đang chờ Tống Thư Hàng nói ra nguyên nhân sự việc. Lúc này Thư Hàng rất muốn nói với đám đông đang vây xem chụp ảnh kia rằng, ngại quá, chúng tôi đang quay phim. Đáng tiếc ra mặt cậu mỏng, không nói dối được như thế. Vừa đi vừa nói đi. Hắn kéo Thổ Ba nhanh chóng chui ra khỏi đám người, nhặt đống đồ mà Thổ Ba mua lên, vội vã rời đi. Trên đường đi, Thổ Ba lo lắng hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì thế? Có cần đến chỗ chị Nhã Nhã của mày để xem không? Không cần, tuyệt đối không cần đâu. Tống Thư Hàng vội vàng ngăn cản. Cũng không phải hắn sợ Triệu Nhã Nhã cảm giảm hắn, mà là lỡ như cô biết rõ mình bị ông chú hôm nọ hiểu lầm mình là lừa đảo một quyển đánh knock out, thì hắn nhất định sẽ bị Triệu Nhã Nhã cười nhạo hơn một tháng mất. Nếu thế thì hắn thật sự không còn mặt mũi nào để sống trên đời này nữa rồi. Vậy mày cũng phải nói cho tao biết chứ, ban nãy sao mày lại ngất? Trong lòng Thổ Ba vẫn có chút lo lắng. Trước đó không phải gặp được người quen đấy à? Sau đó tao với người kia có chút hiểu lầm. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi nói. Tao còn chưa kịp giải thích thì đã bị nện cho một mình. Chưa kịp hiểu mô tê gì đã gục rồi. Thổ Ba bán tín bán nghi gật đầu một cái. Hơn nữa bị người ta nện cho một quyền đã nằm ngay đơ thế. Không phải là cái thằng Thư Hàng này đang nói dối đấy chứ. Mày tưởng đây là phim võ hiệp à? Thổ Ba từ nhỏ đến lớn đánh nhau biết bao nhiêu lần, bị người ta đục vào mặt cũng có luôn. Nhưng chưa từng bị ai đấm một phát bất tỉnh cả. Đang nghĩ như thế thì điện thoại của cậu đột nhiên vang lên. Thổ Ba mở máy ra xem thì phát hiện Cao Mỗ Mỗ gửi một tin nhắn tới. Ba tử, mày đang ở đâu đấy? Không phải mày đi đăng ký học lái xe với Thư Hàng à? Sao thằng Thư Hàng lại bị một ông chú nào đó đập ngất xỉu thế? Bên dưới còn gửi kèm một đường link. Đấy là một bức ảnh chụp Tống Thư Hàng nằm vật ra đất. Cộng thêm một ông chú rời đi như một vị vua cao ngạo, còn kèm theo một đoạn văn dài thật dài tả lại cảnh chàng trai kia bị ông chú dùng một đấm đánh bại. Mẹ ơi, mày thật sự bị người ta dùng một đấm đánh bại á? Thổ Ba kêu to. Tống Thư Hàng vội quay sang nhìn vào điện thoại của cậu ta, mới liếc mắt một cái đã thấy bức ảnh chụp mình nằm trên đất. Teo rồi, lần này nổi tiếng luôn rồi. Thư Hàng che mặt không dám nhìn thẳng. Bởi vì che mặt không thôi đã không đủ để biểu tả nỗi đau thương trong lòng cậu nữa. Bất hạnh quá. Bên kia, Bệnh viện Nhân dân 4 của khu Giang Nam, trong một phòng bệnh đơn yên tĩnh. Tư Mã Giang mặt mày âm trầm, ngồi trên giường bệnh, đầu quấn băng vải kín mít. Có mấy người đàn ông mặc vest mặt mày xa sầm y hệt anh ta, không nói lời nào. Đã tìm được thằng ăn cướp kia chứ? Tư Mã Giang lạnh lùng hỏi. Trong thanh âm kèm theo cơn tức giận như núi lửa bị đè nén. Đúng vậy, anh ta bị cướp. Bị một tên khốn kiếp ăn gan hùm mật gấu cản đường cướp. Chuyện này xảy ra vào giữa trưa ngày hôm qua, sau khi anh ta hớn hở nhận đơn hàng chuyển phát nhanh của Tống Thư Hàng. Lúc ấy, anh ta lái xe chạy về tổng bộ của công ty chuyển phát nhanh Thu Phong. Trên đường đi, có một gã đàn ông chạy xe máy đuổi theo xe của anh ta, vọt lên chạy ngay trước mũi xe của anh ta. Sau đó, gã kia chạy ở trước mũi xe anh ta một đoạn đường, sau đó đột nhiên dừng lại. Gã đàn ông kia nhảy xuống khỏi xe máy. Xe của Tư Mã Giang không né kịp, đâm trúng chiếc xe máy kia, bị ép phải phanh lại. Mà trong nháy mắt khi anh ta phanh lại thì không biết gã đàn ông kia đã dùng thủ đoạn gì đó để mở cửa xe của anh ta ra. Tay còn vác theo một cây gậy, nện vào đầu anh ta một cú, đánh anh ta ngất xỉu. Cuối cùng, gã kia cướp mất gói đồ chuyển phát nhanh duy nhất trên xe của anh ta đi. Chuyện này, đến giờ Tư Mã Giang vẫn không dám gọi nói cho Thư Hàng biết. Vừa mới thề thốt bảo sẽ chuyển hàng đến tận tay người nhận xong, nào ngờ mới đi được nửa đường đã bị cướp mất. Mặt mũi của anh ta còn đâu nữa? Nếu như không thể bắt được thằng ăn cướp khốn kiếp kia về thì anh ta còn mặt mũi nào mà ăn nói với Tống Thư Hàng nữa? Mặc kệ bên trong gói đồ kia là gì? Cũng mặc kệ gã đàn ông kia đã có âm mưu cướp lấy món hàng này cũng được, hay là đột nhiên nổi lòng tham đi cướp xe chuyển phát nhanh cũng được. Tóm lại, món hàng này đều bị cướp từ trong tay anh ta nhất định phải tìm lại cho bằng được. Vâng, đã tìm được kẻ kia rồi. Một người đàn ông đứng bên cạnh trầm giọng nói, ở trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển thế này, muốn tìm một người nào đó cũng không khó lắm. Tên ăn cướp này thật sự cho rằng nơi không có camera giám sát thì không có cách nào nhìn thấy hắn ta cướp bóc à? Thế thì ngây thơ quá rồi. Chỉ cần có tiền, có thể tra ra được cả số phòng toilet mà hắn ta vào luôn ấy chứ. Phối hợp hành động với cảnh sát, phải mau bắt cho được tên khốn kiếp đó,
đưa đến trước mặt tôi. Ngẫm nghĩ một lúc, anh lại nói thêm một câu. Lúc đi bắt người nhớ bảo mọi người chú ý an toàn, tên kia không phải dạng vừa đâu. Anh ta cũng có thân thể cường tráng, cũng biết chút võ nghệ, nhưng khi thằng ăn cướp kia vung một gậy đánh xuống, anh ta thậm chí không kịp ngăn lại đã bị đập hôn mê. Lại thêm lúc kẻ kia nhảy xuống khỏi xe máy, bộ dạng vững vàng, có thể thấy bản thân kẻ đó cũng có chút bản lĩnh. Sau khi bắt được thằng khốn đó thì nhớ báo cho tôi biết. Sau khi nói xong, Tư Mã Giang tựa lưng vào giường, nhắm mắt lại dưỡng thần. Chương 112, bắt được tội phạm. Tội phạm đi cướp hàng chuyển phát nhanh kia, đúng là bị bắt trong lúc đang ngồi trong nhà vệ sinh. Lúc ấy tên cướp kia đang nghêu ngao ca hát, ngồi xổm trong nhà vệ sinh công cộng. Đột nhiên có một đội cảnh sát cầm theo súng ống đầy đủ phá cửa xông vào, nhanh chóng bao vây kín mít cái nhà vệ sinh công cộng nhỏ xíu kia. Đội hình và trang bị tầm cỡ thế này, ai mà không biết còn cho rằng phía cảnh sát đang tổ chức truy nã vây bắt tội phạm cấp quốc tế luôn ấy chứ, căn bản không ai ngờ được. Họ đang đi bắt một tên tội phạm cướp xe chuyển phát nhanh. Có một nhóm đàn ông cao to lực lưỡng mặc vest đen, đeo kính đen đứng cạnh ô cửa sổ nhỏ xíu của nhà vệ sinh nọ. Bọn họ mặt mày lạnh tanh, ngầu không thể tả. Ngay lúc cửa nhà vệ sinh bị tông vào, tên cướp kia còn đang ra sức chùi mông. Tôi nói, các sếp đang làm gì thế? Tên cướp kia có vẻ khá bình tĩnh, nhìn thôi cũng biết thuộc hàng khó chơi. Anh đã bị bắt, xin đi theo chúng tôi, đây là giấy bắt giam. Một vị cảnh sát lạnh lùng nói, đồng thời móc còng ra, sau đó, nhìn vào bàn tay mới nãy vừa chùi mông xong của tên cướp. Bị bắt, tại sao, tôi có làm chuyện gì phạm pháp đâu? Tên cướp vẫn còn chối. Trưa ngày hôm qua anh đã chặn đường một chiếc xe chuyển phát nhanh, sau khi đả thương nhân viên chuyển phát nhanh đó, cướp đi một món hàng. Anh cho rằng nơi đó không có camera giám sát thì thật sự không có ai nhìn thấy sao? Cảnh sát cười lạnh. Nếu như chỉ là một chiếc xe chuyển phát nhanh bình thường, hay là một món hàng bình thường thì bên phía cảnh sát cũng không điều động đội hình lớn như thế. Vấn đề là người bị thương khi ấy là một nhân vật có uy tín và tiếng tăm rất lớn ở nơi này. Người ta có tiền, lại có thế. Anh cướp của người ta, nện cho người ta một gậy, còn ngây thơ cho rằng mình có thể trốn thoát được à? Ngoan ngoãn đi theo chúng tôi một chuyến, giao ra thứ mà anh đã cướp đi, có vậy thì có lẽ thời gian anh ở trong tù sau này sẽ dễ chịu hơn một chút. Cảnh sát bước lên, ra dấu ý bảo đối phương giơ tay ra. Tên cướp kia lập tức biến sắc, nhớ tới món hàng kia thì ông ta lập tức cảm thấy đau lòng. Hắn ta vốn nghe theo mệnh lệnh của cấp cao Nguyệt Đao Tông, đến gần khu đại học Giang Nam này theo dõi một đứa con cháu Tô Thị. Mấy đệ tử ngoại môn của bọn họ toàn được giao cho các nhiệm vụ làm chân sai vặt đi theo dõi người ta thế này. Thân là một đệ tử ngoại môn, thực lực của ông ta cũng chẳng mạnh, miễn cưỡng cũng chỉ mới tới nhãn khiếu nhất phẩm mà thôi. Vì để hắn không bị mất dấu của con cháu Tô Thị, tông môn đã cho hắn một tờ bảo phù hàng xài một lần. Đó là một tờ bảo phù màu đỏ sậm, dán lên người thì có thể cảm ứng được khí tức của pháp khí tam phẩm đổ lên trong phạm vi 800 mét, kéo dài liên tục trong vòng một tuần. Ở khu đại học Giang Nam này cũng chỉ có mỗi mình con cháu Tô Thị là mang theo pháp khí tam phẩm trở lên bên người. Cho nên hắn có thể dựa vào tờ bảo phù này để xác định vị trí của con cháu Tô gia. Nhưng ngày hôm qua, hắn đáng theo dõi con cháu Tô Thị theo lệ thường, thì đột nhiên cảm ứng được khí tức của pháp khí tam phẩm đổ lên trên một chiếc xe chuyển phát nhanh chạy ngang qua. Lúc ấy suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn chính là cho rằng con cháu Tô Thị mang theo một món pháp khí khác, leo lên xe chuyển phát nhanh để đi cho dễ. Cho nên hắn mới vội vàng đuổi theo. Nhưng sau khi đuổi theo được một đoạn đường rồi hắn mới phát hiện bên trong chiếc xe chuyển phát nhanh kia chỉ có một người đàn ông, không thấy bóng dáng con cháu Tô Thị đâu. Chỉ là một nhân viên chuyển phát nhanh bình thường thôi à. Lại còn đang chờ một món pháp khí cấp cao nữa. Thế là bụng dạ hắn lại dục già dục dịch. Đây không phải cơ hội tốt trời cho thì là gì nữa. Thế là hắn lập tức nổi lên ý xấu, tìm cơ hội đánh ngất tên chuyển phát nhanh kia, sau đó cướp pháp khí trong gói hàng đi. Sau khi trở về hắn mở gói hàng ra xem thì phát hiện bên trong cư nhiên là một thanh thần kiếm vô hình. Mắt thường không nhìn thấy được. Ngay cả người đã khai nhãn khiếu như hắn cũng không thể nhìn thấy, nếu như không phải nhờ có bảo phù thì hắn thậm chí còn không cảm ứng được khí tức của pháp khí này nữa là. Nhưng thật sự có thể chạm vào, lại còn chém sắt như chém bùn nữa. Lúc ấy hắn vô cùng hưng phấn. Nhưng đúng lúc này, vị đại sư huynh cùng chấp hành nhiệm vụ theo dõi con cháu Tô Thị cùng hắn lại tới.
vị đại sư huynh này là đệ tử nội môn của Nguyệt Đao Tông thuộc vào hàng tinh anh. Lần này tới đây chấp hành nhiệm vụ, thực ra là tới để cướp công. Mấy việc vất vả đều ném cho một mình hắn làm, tới khi nhận thành quả thì lại là đại sư huynh lĩnh chọn. Đại sư huynh mắng mỏ hắn thất trách, không giám sát con cháu Tô Thị trong thời gian quy định. Sau đó, trong lúc mắng mỏ, đại sư huynh đã nhận ra thứ hắn cầm trong tay. Tiếp theo, thanh bảo kiếm vô hình kia hắn cầm chưa nóng tay thì đã bị đại sư huynh cướp mất. Còn luôn miệng nói là muốn dâng lên cho tông chủ. Nếu không phải đại sư huynh có thực lực nhị phẩm thì hắn thật sự muốn liều mạng với đối phương. Vốn tưởng rằng bị cướp thanh bảo kiếm vô hình kia đã đủ xui xẻo rồi, nào ngờ chuyện này còn chưa hết. Bảo bối bị người ta cướp mất, cái tội cướp của này lại ập lên đầu hắn. Không thể để cảnh sát đưa mình đi được, nếu như thật sự bị bắt giam, không thể hoàn thành nhiệm vụ mà tông chủ giao phó thì mình sẽ phải ngồi tu mọt gông mất. Hắn thầm cắn răng. Hơn nữa tang vật cũng đã bị người ta cướp đi mất rồi, hắn không giao được đồ ra, không biết sẽ bị giam đến khi nào nữa. Nghĩ tới đây, hắn kéo quần, xoay người bay lên đạp một cước về phía vị cảnh sát ở trước mặt, chỉ cần đá bay vị cảnh sát này, thừa dịp cánh cảnh sát bên ngoài không kịp phản ứng, bằng vào tố chất thân thể của hắn thì vẫn còn hy vọng chạy thoát được. Dù gì thì hắn cũng là tu sĩ nhất phẩm, cho nên vị cảnh sát đứng trước mặt không ngăn nổi hắn, bị đá trúng một cú người văng lên vách tường. Đánh lén cảnh sát. Trước khi ngã xuống, vị cảnh sát kia ôm ngực kêu to. Cái tội đánh cảnh sát, chống người thi hành công vụ này ở Hoa Hạ không phải chuyện đùa đâu, lỡ mà tình hình nghiêm trọng một chút thì có thể móc súng bắn chết phạm nhân ấy chứ. Vị cảnh sát kia vừa mới ngã xuống thì những cảnh sát còn lại đều đồng loạt rút súng ra, chĩa ngay tên cướp kia. Rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị trước, không hề rối loạn hốt hoảng chút nào, thậm chí có thể bọn họ chỉ đang đợi tên cướp này ra tay mà thôi. Tên cướp nọ cứng người đứng ngay đơ, hắn chỉ là một tên tu sĩ chỉ mới mở được nhãn khiếu, chỉ nhỉnh hơn được chú chim non Tống Thư Hàng một chút mà thôi. Chẳng có bản lĩnh đao thương bất nhập gì, súng đạn mà bắn chúng thì thật sự có thể xuyên qua người hắn. Bấy nhiêu cây súng có thể bắn cho người của hắn biến thành cái rổ luôn. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn giơ hai tay lên. Tiếp theo, hắn bị còng lại giải về cục cảnh sát, trải qua quá trình hỏi cung tên tuổi, thân phận, địa chỉ các loại. Hắn khai chi tiết thân phận hợp pháp của mình ra. Sau khi tất cả mọi việc giải quyết xong xuôi, hắn lại bị nhét lên một chiếc xe khác, không biết chạy đến nơi nào. Ngồi trên xe, hắn vẫn nín khe không dám cục cửa. Toàn thân hắn bị trói cứng ngắc như một con nhộng, bốn tên to con mặc đồ đen ngồi bên cạnh mặt mày hầm hầm nhìn hắn chằm chằm. Chấm. Trong một căn phòng viện của Bệnh viện Nhân dân số 4 Giang Nam. Một người đàn ông đeo kính nghe điện thoại xong thì quay qua nói với Tư Mã Giang đang nằm trên giường bệnh. Tư Mã tiên sinh, đã bắt được tên cướp kia, đã làm xong trình tự, đang giải qua đây. Tư Mã Giang đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, gật đầu. Trên đường đi nhớ theo dõi kỹ một chút, tuyệt đối không được để hắn chạy thoát. Chúng tôi đã âm thầm động tay động chân trên người hắn rồi, nếu như dám chạy sẽ phế hai chân của hắn. Người đàn ông mặc vest đeo kính kia đẩy mắt kính lên, thản nhiên nói. Vậy là được rồi, để tôi gọi điện cho. Các người ra ngoài chờ trước đi, đợi đưa tên kia đến đây thì lại vào thông báo cho tôi. Tư Mã Giang trầm giọng nói. Vâng. Mấy người trong phòng đứng dậy dọn đồ, lục tục đi ra ngoài. Tư Mã Giang lấy điện thoại của mình ra, trong lòng thì nhẩm lại những gì phải nói, sau đó gọi cho Tống Thư Hàng. Chấm. Trong căn nhà 5 tầng của dược sư. Ê, là Tiểu Giang à, tìm mình có việc gì thế nhỉ? Tống Thư Hàng nói với giọng ỉu xìu, lúc này hắn đang nhăn nhó ngồi nạp điện cho pháp khí quạt ngự hỏa 3 sao. Ha ha, bạn học Thư Hàng à, nói đến thì ngại quá, nhưng tôi có chuyện này phải báo cho cậu biết. Chương 113, ngự kiếm thuật bản tạm thời. Tống Thư Hàng mới trở về từ khu La Tín, sau khi tạm biệt Lâm Thổ Ba thì lập tức tới chỗ này của dược sư để chuẩn bị tu luyện trong lúc rảnh rỗi. Sau đó lại nhận được điện thoại của Tư Mã Giang. Hả, bị thương ở chỗ nào thế? Tống Thư Hàng bất giác hỏi. Không bao lâu sau khi nhận đơn hàng của cậu, trên đường quay về tổng bộ của công ty chuyển phát nhanh Thu Phong thì tôi bị người ta chặn đầu xe, sau đó bị đánh ngất, món hàng của cậu cũng bị người ta cướp đi rồi. Tư Mã Giang dừng lại một lúc. Tống Thư Hàng. Gạch nối chấm. Tống Thư Hàng thật sự không biết phải nói gì để an ủi anh chàng Tiểu Giang đáng thương này nữa. Lúc này, Tiểu Giang mới nói tiếp. Bất quá bạn học Thư Hàng cứ yên tâm đi,
vừa nãy chúng tôi đã bắt được tên cướp kia rồi. Bây giờ đang trên đường giải hắn về, tôi nhất định sẽ đòi lại món hàng của cậu. Nếu như cậu vẫn tin tưởng chúng tôi thì chúng tôi nhất định sẽ chuyển món hàng này đến được nơi cần đến. Bắt được tên cướp kia rồi. Tuy rằng đã sớm biết Tiểu Giang này không phải là một nhân viên chuyển phát nhanh bình thường, nhưng không ngờ anh ta lại có bản lĩnh lớn như thế. Được, vậy thì nhờ anh đấy, Tiểu Giang. Tống Thư Hàng trả lời. Tư Mã Giang tạm thời thở phào một hơi. Chờ sau khi tôi lấy lại được thì sẽ gọi lại cho cậu sau. Được, không thành vấn đề. Sau khi cúp máy, Tống Thư Hàng cầm điện thoại nghĩ ngợi một lúc, vẫn gửi tin nhắn báo cho Dược Sư Tiền Bối biết thì hơn. Không phải hắn không tin tưởng Tư Mã Giang mà vì phi kiếm này là thứ Dược Sư Tiền Bối, mượn, từ chỗ Thông Huyền Đại Sư, chuyện thế này phải báo cho Dược Sư Tiền Bối mới phải đạo. Hơn nữa, nghe Dược Sư Tiền Bối từng nói là Thông Huyền Đại Sư có để lại một chút thủ đoạn bảo đảm bên trên phi kiếm kia. Dù trong lúc gửi bị lạc mất thì cũng có thể thông qua lạc ấn mà Thông Huyền Đại Sư để lại trên phi kiếm để tìm nó về. Thuận tiện móc mỉa cái suy nghĩ gửi phi kiếm bằng chuyển phát nhanh của Dược Sư Tiền Bối một phen. Tống Thư Hàng gửi tin cả buổi trời mới nhận được tin trả lời, Dược Sư vất vả lắm mới gõ xong. Thư Hàng tiểu hữu, ta gửi phi kiếm bằng chuyển phát nhanh mấy chục lần cũng không bị gì hết. Ngươi đúng là nhỏ thật đấy. Dược Sư Tiền Bối, ngài thật ra có thể gửi ghi âm mà. Nghĩ đến cảnh tượng ngài gõ chữ thôi thì ta đã thấy mệt rồi. Bất quá hôm nay đúng là nhỏ thật. Tống Thư Hàng cười khổ, nghĩ tới chủ đề, ông chú PK chàng trai trẻ, đang lan rộng trên mạng. Thôi không nói đến nữa. Tim đau quá. Lại qua cả buổi trời, Dược Sư chậm chạp gửi thêm tin nữa. Ta gọi điện thoại báo chuyện này cho Thông Huyền Đại Sư nghe, nhưng Đại Hòa Thượng đang tu luyện bế khẩu thiệt, mỗi lần gọi điện qua không nghe thấy tiếng ử hử nào hết. Ta còn cho rằng mình đang nói chuyện với không khí nữa. Tống Thư Hàng. Gạch nối chấm. Thật ra thì Tống Thư Hàng cảm thấy Thông Huyền Đại Sư và Dược Sư Tiền Bối là kẻ tám lạng người nửa cân. Cách nói chuyện của họ trên nhóm toàn khiến mọi người phải căng não ra đoán. Quỷ dị nhất chính là đôi lúc Dược Sư Tiền Bối và Thông Huyền Đại Sư còn có thể chuyện trò với nhau theo kiểu người phun một chữ, kẻ gửi cái icon, người khác thì hoàn toàn không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Lẽ nào bọn họ không cùng tần sóng với người khác à? Thư Hàng, lát nữa bên Thông Huyền Đại Sư sẽ có người liên lạc với ngươi. Hồi lâu sau Dược Sư lại gửi thêm một tin ngắn. Nhưng tin nhắn này của hắn vừa mới gửi tới thì lập tức có một ID tên, Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng, gửi yêu cầu kết bạn với Tống Thư Hàng. Chỉ bấy nhiêu đã đủ để thể hiện tốc độ gõ chữ cùi bắp của Dược Sư. Tống Thư Hàng đồng ý với yêu cầu thêm bạn kia. Là Thư Sơn Áp Lực Đại Đạo Hữu đấy à? Đạo hiệu của ngươi lạ thật đấy. Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng nói. Đây chỉ là nickname thôi, cứ gọi thẳng tôi là Thư Hàng là được. Tống Thư Hàng cảm giác mình thật sự phải nghĩ ra một cái đạo hiệu nào ngay mới được, bằng không để lâu, người khác đều cho rằng Thư Sơn Áp Lực Đại là đạo hiệu của hắn thì tèo. Nghe nói ngươi vẫn còn là học sinh à, vậy thì ta xin mạo muội gọi ngươi một tiếng Thư Hàng sư đệ vậy. Ta là đệ tử thứ 6 của Thông Huyền Đại Sư, bất quá ta là đệ tử tục gia. Sư phụ nói ta vẫn chưa đoạn tuyệt duyên trần, vốn chờ sau này ta đủ lớn thì sẽ để ta hoàn tục. Ngươi cũng biết sư phụ ta như cái hũ nút rồi ấy, không biết bao nhiêu năm rồi chẳng hé miệng nói câu nào. Cho nên, chuyện liên hệ với người khác đều do đám đệ tử bọn ta gánh cả. Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng cười nói. Đúng rồi, ta đã gửi một tập tin cho ngươi, ngươi tải xuống đi. Là thứ gì thế? Thư Hàng nghi hoặc hỏi lại. Là pháp môn thông qua lạc ấn trên phi kiếm của sư phụ để cảm ứng được phi kiếm, loại pháp môn này phải dùng tinh thần lực để vận dụng. Tinh thần lực của ngươi chắc là có thể cảm ứng được lạc ấn ở khoảng cách hơn 10 mét đấy. Ngươi tải xuống, tranh thủ học trước đi, nói không chừng sẽ giúp ích được chút gì đấy. Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng giải thích. Nếu như công ty chuyển phát nhanh kia mãi mà vẫn không thể tìm lại được phi kiếm thì có lẽ pháp môn này sẽ phát huy được chút công dụng. Nếu như trong vòng một tháng mà vẫn không thể tìm được thanh phi kiếm này thì sư đệ ngươi nhớ báo lại cho ta biết, ta sẽ tranh thủ đến chỗ ngươi một chuyến để tìm. Dù sao thì nó cũng chỉ là một thanh kiếm nho nhỏ chỉ dùng để truyền thư thôi, bị mất thì cùng lắm sư phụ chỉ sót một chút thôi, đừng lo lắng. VN nói, sau đó gửi một tập tin qua cho Thư Hàng. Tống Thư Hàng ấn nhận. Một số pháp môn nho nhỏ mà tu sĩ không sợ lộ ra đều trực tiếp gửi qua mạng. Còn mấy thứ như bí tịch võ học các kiểu thì mới có thể gửi bằng phi kiếm truyền thư để tiện giữ kín. Tập tin kia không nặng lắm,
nên Thư Hàng dùng điện thoại nhận luôn, không đến 10 giây đã tải xong. Sau khi giải nén xong, trong điện thoại của Tống Thư Hàng lại có thêm 3 tập tin. Tinh thần lực lạc ấn thuật, lạc ấn cảm ứng pháp, lâm thời ngự kiếm thuật. Sao có nhiều thứ thế này? Tống Thư Hàng có chút nghi hoặc, bất quá vẫn nhắn lại cho Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng một câu. Nhận được rồi. Xác nhận lại một cái đã, đúng là lạc ấn cảm ứng pháp đúng không? Mấy file nén trong máy tính của ta hơi nhiều. Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng nói. Ừ, có lạc ấn cảm ứng pháp. Tống Thư Hàng xác nhận, sau đó lại gõ thêm. Bất quá còn có tinh thần lực lạc ấn thuật với. Hắn còn chưa gõ xong thì Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng đã nhắn lại cực nhanh. Được rồi, vậy thì không có vấn đề gì hết. Có rảnh thì luyện qua một chút đi, nói không chừng có thể phát huy công dụng đấy. Nếu như có tin tức của phi kiếm thì nhớ báo lại cho ta biết, mấy ngày nữa ta sẽ online xem thử. Nói xong thì Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng đã offline rồi. Và lâm thời ngự kiếm thuật. Tống Thư Hàng vừa mới gõ xong thì Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng đã offline. Hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng. Sao bộ dạng của vị Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng sư huynh này cứ hấp ta hấp tấp thế nhỉ? Hắn chỉ có thể gửi câu cuối cùng lên cho Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng đã offline. Sau đó, hắn mở 3 tập tin kia lên xem. Tinh thần lực lạc ấn thuật, theo như trong tập tin này giới thiệu thì đây là do một vị tiền bối hay bị đãng trí nghiên cứu ra. Mấy người đãng trí trong phàm nhân thì ở đâu cũng có, nhưng trong giới tu sĩ thì tuyệt đối là chuyện lạ. Bởi vì đầu óc và khả năng ghi nhớ của tu sĩ đều đã trải qua cường hóa, cơ bản mỗi người đều có trí nhớ vượt trội. Mà vị tiền bối kia thì mắc chứng quên trước quên sau, mới để đồ ở đó xong thì quay đầu đi đã quên bén mất không ngớ nổi để ở chỗ nào, phải tốn thời gian rất lâu mới tìm ra. Cho nên sau này hắn mới nghiên cứu ra loại tinh thần lực lạc ấn thuật này, sau đó để lại lạc ấn tinh thần lực lên toàn bộ những thứ quan trọng của mình. Mà lạc ấn cảm ứng pháp này là một phần pháp môn ở trong số đó. Bởi vậy nên dù hắn có ném ở đâu đi nữa thì chỉ cần cảm ứng một cái là có thể tìm lại được ngay. Cực kỳ thuận tiện. Đến sau này, tinh thần lực lạc ấn pháp môn kia cũng được vị tiền bối nọ chia sẻ rộng rãi cho bạn bè trong giới tu sĩ, phát dương quang đại. Dần dần tạo thành một hệ tinh thần lực lạc ấn. Cũng như thanh phi kiếm này của Thông Huyền Đại Sư vậy, cũng là một món pháp khí được trang bị cách cảm ứng đặc biệt, dù phi kiếm bị giấu ở nơi nào trên trái đất thì đều có thể tìm được dễ dàng. Hai phần tinh thần pháp môn này là một bộ, cho nên Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng gửi cùng qua cho hắn thì cũng dễ hiểu rồi. Nhưng cái lâm thời ngự kiếm thuật kia là cái gì? Hắn có biết ngự kiếm thuật, chắc là một loại kỹ năng giống với phi kiếm truyền thư hay ngự kiếm phi hành gì đó. Nhưng vấn đề chính là lẽ nào ngự kiếm thuật này còn phân ra cả loại trọn đời và tạm thời à? Vì khá tò mò, cho nên Tống Thư Hàng cũng mở tập tin này lên. Chương 114, hóa ra là bản trải nghiệm. Tống Thư Hàng hớn hở mở tập tin cuối cùng lên, sau đó lại tắt nó với vẻ thất vọng. Hóa ra bộ này là sản phẩm thí nghiệm thất bại khi Thông Huyền Đại Sư thử giảm đẳng cấp sử dụng của ngự kiếm thuật xuống. Sau này Đại Sư lại sửa nó lại một chút, dùng như bản trải nghiệm ngự kiếm thuật cho các đệ tử dùng trước cho biết. Đầu tiên, Thông Huyền Đại Sư sẽ chôn một trận pháp đặc thù vào bên trong một thanh phi kiếm, cũng cho vào bên trong phi kiếm một phần linh lực của bản thân. Sau đó, đệ tử cấp thấp chỉ cần thông qua một bộ khẩu lệnh, chú văn và thủ ấn khởi động là có thể tạm thời trải nghiệm sự thần kỳ của ngự kiếm thuật. Nhưng linh lực do Thông Huyền Đại Sư để lại chỉ có hạn, cho nên thời gian mà ngự kiếm thuật này duy trì được cũng không lâu lắm, nên mới gọi nó là trải nghiệm ngự kiếm thuật lâm thời. Bộ ngự kiếm thuật lâm thời này cùi quá, Tống Thư Hàng có học cũng dùng được cái gì đâu. Nên từ đầu chí cuối hắn chỉ nhìn qua có một cái đã tắt tập tin này đi. Hy vọng càng lớn thì thất vọng càng nhiều. Tối nay còn phải mời bọn Lý Dương Đức, Lâm Thổ Ba đi ăn đầu cá thập hương nữa. Còn 6-7 tiếng nữa, đúng lúc có thể tu luyện được mấy lần, thời gian là vàng bạc, trẻ không cố gắng, đến già mới biết khổ. Lần này vừa mới bắt đầu tu luyện kim cương căn bản quyền pháp xong, chẳng biết tại sao, trước mắt Tống Thư Hàng luôn xuất hiện cái bản mặt của ông chú ngốc kia. Vậy nên hắn lại càng ra sức vung quyền mạnh hơn. Sau cùng đánh xong một bộ quyền thì ngay cả khí huyết được sinh ra cũng nhiều hơn một chút luôn thì phải. Trong phòng bệnh ở Bệnh viện Nhân dân số 4 của Giang Nam. Tư Mã Giang ngồi dậy từ trên giường, đốt một điếu thuốc im lặng nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Tư Mã tiên sinh, đã đưa người đến rồi. Người đàn ông mặc vest đeo kính đứng ngoài cửa nói. Tư Mã Giang nghiến răng nói. Đưa vào đây. Cửa lớn bị mở ra,
một nhóm đàn ông cao to đẩy tên cướp bị trói kín mít vào trong phòng. Tư Mã Giang quay lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm tên cướp kia. Đồ ngu, còn nhận ra tao không? Tên cướp kia ngẩng đầu lên nhìn Tư Mã Giang một cái, đột nhiên cười hắc hắc. Nhận ra. Trước kia, bởi vì đối mặt với bao nhiêu cây súng, thực lực của hắn lại không đủ, nên chỉ có thể tạm thời nhịn xuống. Nhưng bây giờ, cái phòng bệnh nho nhỏ và đám bảo tiêu bên ngoài căn bản không ngăn nổi hắn. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần bắt được cái ông chú đẹp trai trước mặt thì hắn ta có thể an toàn chạy thoát. Còn cái sợi dây trên người sao có thể trói được hắn chứ? Chỉ thấy tên cướp kia giãy mạnh một cái, sợi dây trói hắn đã bị đứt văng, thân hình bổ nhào tới chỗ Tư Mã Giang với tốc độ nhanh tới mức chóng mặt. Tay phải của hắn giơ lên thành chảo, chộp về phía cổ của Tư Mã Giang, muốn bắt lấy Tư Mã Giang làm con tin. Nhưng khi thấy tên cướp kia giãy đứt sợi dây trên người, Tư Mã Giang lại không có chút kinh ngạc hay sợ hãi nào. Ở chỗ cửa phòng bệnh, người đàn ông mặc vest kia đẩy mắt kính, tay phải ấn nhẹ lên một cái nút điều khiển. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ nho nhỏ vang lên. Tên cướp mới nhảy vọt lên trừng to hai mắt, từ đầu gối của hắn trở lên trực tiếp bị nổ đứt, máu chảy róc rách. Đây là do người của Tư Mã Giang đã sớm động tay động chân, vừa đề phòng ngừa tên cướp này bỏ trốn, lại có thể đề phòng có chuyện gì bất ngờ xảy ra. A! À, tiếng kêu la thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên, tên cướp kia ngã xuống từ trên không, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Tư Mã Giang gật đầu ra hiệu, lập tức có hai người đàn ông có bộ dạng giống bác sĩ bước lên, bình tĩnh tiêm thuốc cho tên cướp kia rồi băng bó miệng vết thương bị đứt lìa kia. Một lúc sau, tên cướp im lặng ngồi bệnh ở góc tường, ánh mắt dại ra. Hai chân của hắn bị đứt rồi. Tiêu rồi, tiêu cả rồi. Không còn chân thì hắn còn tu hành gì nữa. Cuộc đời của hắn, tất cả của hắn đều tiêu cả rồi. Tư Mã Giang vùi đầu lọc vào gạt tàn, nhìn xuống tên cướp kia. Đồ ngu, không nhảy nhót nữa à? Tên cướp kia mặt mày đờ đẫn như không thiết sống nữa, chẳng nói lời nào. Tao cũng lười chẳng muốn hỏi tên tuổi với lai lịch của mày làm gì, tao chỉ muốn hỏi một câu thôi, bây giờ gói hàng mà mày cướp từ chỗ tao đang ở đâu? Tư Mã Giang trầm giọng hỏi. Ha ha! Tên cướp kia trợn mắt nhìn. Không nói chứ gì, tao thích bọn cứng đầu như mày lắm. Tư Mã Giang giơ ngón cái lên, sau đó không biết lấy đâu ra một cây gậy sắt, nện một cú thật mạnh lên đầu tên cướp kia, đánh cho trán hắn toét máu. Tao trả lại một gậy này cho mày. Tao cam đoan, lát nữa mày sẽ khai hết ra thôi. Dẫn hắn đi, cho hắn nếm thử thủ đoạn của chúng ta. Không tới 10 phút sau thì tên cướp kia đã khai ra hết. Hắn khai ra khá kỹ lưỡng và dễ dàng. Cũng không phải vì thủ đoạn của mấy người Tư Mã Giang lợi hại ra sao, mà vì hắn chỉ muốn trả thù mà thôi. Hắn kể lại vị trí hiện tại lẫn bộ dạng của đại sư huynh ra. Chỉ chờ đám người Tư Mã Giang đi tìm đại sư huynh của hắn. Đại sư huynh chính là đệ tử nội môn của Nguyệt Đao Tông, tu vi nhị phẩm, đối phó với đám người thường này có khó khăn gì đâu cơ chứ. Cho dù lỡ như đại sư huynh có gặp chuyện không may, bị đám người thường này ám toán, thì đó cũng là chuyện vui bằng trời. Tên khốn kiếp đó cướp thần kiếm vô hình của hắn, còn vờ vịt bảo là muốn dâng lên cho tông chủ, nếu không phải vì thực lực của mình yếu kém thì đã sớm liều mạng với hắn rồi. Hắn chán ghét đám người Tư Mã Giang và sư huynh như nhau, nên hắn sẽ vui mừng chờ xem hai bên cắn xé lẫn nhau. Nếu như có thể lưỡng bại câu thương thì càng tốt. Đương nhiên, hắn sẽ không ngu ngốc tới mức khai ra thân phận sư huynh và thực lực cao cường của đối phương cho đám người Tư Mã Giang nghe rồi. Chỉ nói đó là tên đồng phạm với mình. Bây giờ gói hàng chuyển phát nhanh và món đồ kia đang ở trong tay hắn mà thôi. Tư Mã Giang lại đốt thêm một điếu thuốc, rít một hơi thật mạnh. Tốt nhất là những gì mày nói đều là thật đi, nếu như dám lừa tao thì tao sẽ để mày sống không bằng chết. Tư Mã Giang gằn giọng đe dọa, xã hội pháp chế, giết người là không được, dù sao thì bọn họ vẫn là người dân lương thiện hợp pháp. Nhưng có rất nhiều cách khiến cho một người sống không bằng chết. Ví như ném hắn vào trong nhà tù đặc biệt một thời gian, cho hắn xem mấy loại phim ấy ấy. Sau đó cho người xếp hàng mỗi ngày, nhờ, hắn nhặt xà phòng cũng được. Dựa vào những gì hắn miêu tả, cha cho ra tên đồng bọn của hắn. Tư Mã Giang trầm giọng nói. Có mấy lời miêu tả cụ thể như thế, trễ nhất là ngày mai có thể tìm ra tên đồng bọn kia, cứ giao cho chúng tôi đi. Người đàn ông kia đẩy mắt kính một cái, nói với vẻ mặt vô cùng tự tin. Càng nhanh càng tốt nhé. Tư Mã Giang gật đầu nói.
hy vọng đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa. Chấm. 4 giờ rưỡi chiều, Tống Thư Hàng tu luyện quyền pháp 7 lần, lại dùng 2 viên khí huyết đan. Số lượng của khí huyết đan ngày càng ít, bất quá số khí huyết trong tâm khiếu cũng ngày càng nhiều, đã có chừng 20 đạo rồi. Bây giờ chỉ cần nhắm mắt ngưng thần thì có thể cảm ứng được có một dòng nước ấm đang chạy dọc trong tâm khiếu. Chỉ cần chờ trong cơ thể ngưng tụ ra được 30 đạo khí huyết thì thể chất có thể được tiến hành lột xác một lần, đến lúc đó, điểm khí huyết mà hắn tu luyện được mỗi ngày cũng sẽ nhiều hơn. Thấy cũng tới giờ rồi, nên Thư Hàng kết thúc tu luyện. Tắm rửa một chặp ở bên chỗ dược sư, rửa sạch hết tạp chất và mồ hôi tuôn ra trong lúc tu luyện, thay một bộ đồ đã chuẩn bị sẵn vào. Sau đó, hắn chạy thẳng đến đầu cá thập hương đặt phòng. Dương Đức à, lát nữa mày gọi cả bọn thổ ba với Cao Mỗ Mỗ đến đầu cá thập hương nhé. Tao đặt phòng rồi, phòng 303 đấy. Thư Hàng gọi điện thoại cho Lý Dương Đức. Không thành vấn đề, tới ngay đây. Lý Dương Đức cười hắc hắc, quay lại cười nới với đám bạn cùng phòng. Chuẩn bị đến đầu cá thập hương đi, A Hàng nó mời. Lâm Thổ Ba, Cao Mỗ Mỗ và Gia Cát Trương Dương đứng bên cạnh cậu ta. A Hàng mời đi ăn đầu cá thập hương à? Cao Mỗ Mỗ chớp mắt, vội móc điện thoại ra bấm số. Alo, là bạn học Lục Phỉ đấy à? Tôi là Cao Mỗ Mỗ đây, còn nhớ Thư Hàng bảo muốn mời mọi người ăn đầu cá thập hương không? Đúng rồi, mời cả cậu nữa đấy. Cậu có qua được không? Phòng nào à? Là phòng 303 đấy. Chương 115, chúng ta có thể nắm tay được không? Tống Thư Hàng gọi đầu cá và canh thịt bò nổi tiếng của quán trước, sau đó lại gọi thêm hơn 10 món ăn nữa. Còn lại thì đợi khi nào đám bạn cùng phòng tới bọn nó sẽ tự gọi. Thật ra giá cả ở tiệm này cũng khá rẻ, hơn nữa lúc trước hắn mới kiếm được chút tiền, dư sức mời một bữa cơm. Chỉ là trong phòng hơi oi bức, điều hòa cũ quá rồi cho nên không mát chút nào. Tống Thư Hàng vừa nghĩ ra, điều động tinh thần lực phóng thích chút hàn khí bên trong phong hồn băng châu ra, nhiệt độ trong phòng lập tức trở nên dễ chịu hơn. 15 phút sau, ba thằng bạn cùng phòng dẫn theo cô bạn gái loli của Cao Mỗ Mỗ và cái đuôi Gia Cát Trung Dương đi tới. Thư Hàng, rủ thêm vài người tới có sao không? Cao Mỗ Mỗ đẩy mắt kính. Dù mày mà bảo có sao thì cũng thế thôi. Mày đã nói đến vậy rồi tao còn nói được gì nữa? Tống Thư Hàng cười nói. Không, thật ra tao muốn nhắc mày chú ý một chút. Có vậy thì tao mới tiện kiếm cớ đuổi thằng cục nợ này đi. Cao Mỗ Mỗ chỉ thẳng vào Gia Cát Trung Dương không chút lưu tình. Cái cục nợ này đúng là phiền chết đi được, hiếm hoi lắm cậu mới có thời gian ở riêng với bạn gái, mà thằng này cứ bám theo làm bóng đèn mãi. Gia Cát Trung Dương lắc đầu. Cao Mỗ Mỗ à? Mày lại ngạo kiều nữa rồi, người đẹp trai ngời ngời như tao sao có thể là cục nợ được. Cao Mỗ Mỗ nhăn mặt, không thèm để ý tới thằng tự kỷ cuồng này nữa, đổi sang chủ đề khác. À đúng rồi, Thư Hằng à, bọn anh đã giúp mày hẹn cô nàng Lục Phỉ rồi đấy. Hả? Tống Thư Hằng ngây ra. Lâm Thổ Ba vỗ vai Tống Thư Hằng. Không cần cảm ơn bọn tao đâu, bọn tao cũng chỉ giúp mày được đến đây thôi. Cố gắng lên nhé. Gạch nối chấm. Tống Thư Hàng cười khan. Tao phải cảm ơn bọn mày á. Lý Dương Đức cũng vỗ vai Tống Thư Hàng. Đừng khách khí làm gì, đợi mày thành công thì lại mời bọn tao ăn thêm một bữa là được. Đang lúc nói chuyện thì có người gõ cửa phòng. Mời vào. Cao Mỗ Mỗ lập tức lên tiếng, lại quay sang nháy mắt ra dấu với Tống Thư Hàng. Cửa phòng mở ra, một cô nàng có gương mặt ửng hồng, dáng người nóng bỏng đi vào, xấu hổ mỉm cười chào hỏi mọi người. Đây đúng là cô nàng Lục Phỉ kia. Cô mặc một chiếc áo phông màu trắng sọc, quần jean ngắn để lộ đôi chân thon dài, mái tóc dài óng ả được cột lên thành đuôi ngựa lắc lư sau lưng, trông có vẻ tràn ngập sức sống. Chào mọi người, hình như mình đến muộn nhất rồi. Cô mỉm cười chào hỏi mọi người. Thổ Ba nhìn ra ngoài cửa, phát hiện cô nàng này cư nhiên đến một mình. Lá gan đúng là lớn thật, hay là chứng tỏ cô nàng này rất tin tưởng Tống Thư Hàng nhỉ? Mọi người cũng vừa mới đến thôi. Tới đây, cậu ngồi xuống đi, chờ người ta mang thức ăn lên. Cao Mỗ Mỗ nhiệt tình bước đến mời chào Lục Phỉ, ấn cô nàng ngồi vào bên cạnh Tống Thư Hàng. Bạn học Thư Hàng, chào buổi tối. Lục Phỉ cố gắng giữ nguyên nụ cười, sau khi tới gần Tống Thư Hàng thì quả nhiên lập tức cảm thấy mát lạnh. Chào buổi tối. Tống Thư Hàng mỉm cười đáp lại. Trong lòng lại thầm thở dài, hắn cũng tâm lĩnh ý tốt của đám bạn cùng phòng. Đáng tiếc chính là gần đây hắn không có thời gian quen bạn gái.
tu luyện xếp hàng đầu, bạn gái gì đó tạm thời không đáng nhắc đến. Cạn ly, chúc mừng Thư Hàng giành được giải quán quân cuộc thi chạy 5.000 mét. Lâm Thổ Ba giơ ly rượu lên, nháy mắt ra dấu với đám Cao Mỗ Mỗ và Lý Dương Đức. Lần trước ba người chúc một, thế mà cũng bị Tống Thư Hàng đánh gục. Hôm nay bọn họ muốn chuẩn bị đánh luân phiên, lấy lại sĩ diện. Tiếng cười nói vang lên không ngừng. Ba thằng bạn cùng phòng cố ý dẫn lời, cho nên Lục Phỉ nhanh chóng hòa nhập với bạn bè của Tống Thư Hàng. Qua ba tuần rượu, Lục Phỉ lặng lẽ siết chặt bàn tay, trong lòng nảy ra một kế hoạch. Sau khi cơm no rượu say, Tống Thư Hàng gọi nhân viên đến tính tiền. A Hàng, tối nay tao còn việc, nên về bên nhà trọ trước đây. Sẽ không về ký túc xá đâu. Lý Dương Đức đứng lên, sau đó nháy mắt ra hiệu với đám còn lại. Lâm Thổ Ba cũng lập tức đứng dậy. Tao cũng đi cùng nữa, hôm nay tao cũng có việc, nên sẽ ngủ lại bên chỗ Dương Đức đây. Tao đi với bạn gái đây, sẵn tiện xách theo cả cái thằng Gia Cát Trung Dương này luôn. Cao Mỗ Mỗ đẩy mắt kính. A Hàng, chỉ có một mình mày về ký túc xá thôi, nên tiện đường đưa bạn Lục Phỉ về luôn đi nhé. Con gái đi đường buổi tối một mình nguy hiểm lắm. Không đợi Tống Thư Hàng kịp nói gì, đám kia đã kéo nhau lũ lượt rời đi. Tống Thư Hàng lắc đầu cười, nói với Lục Phỉ. Bạn học Lục Phỉ, chúng ta đi thôi. Ừ, có lẽ vì uống chút rượu, nên mặt mày của Lục Phỉ đỏ bừng lên. Rời khỏi tiệm đầu cá thập hương đông đúc, hai người sóng vai đi trên con đường. Bạn học Thư Hàng, cậu đã có bạn gái chưa? Lục Phỉ đột nhiên hỏi, giọng Lý Nhí như mũi kêu, nếu như không phải nhờ thính lực của Tống Thư Hàng trở nên tốt hơn thì đúng là không thể nào nghe thấy được. Tạm thời vẫn chưa có. Tống Thư Hàng thành thật trả lời. Lục Phỉ mỉm cười để lộ ra hai lúm đồng tiền, thầm thở phào một hơi. Hai người lại đi thêm một đoạn, lúc này Lục Phỉ mới lấy hết can đảm hỏi. Bạn học Thư Hàng này, hay là chúng mình thử quen nhau được không? Tống Thư Hàng chợt dừng bước, nhìn Lục Phỉ với vẻ kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời được con gái tỏ tình chứ không phải phát cho cái thẻ người tốt à? Nếu như mẹ Tống mà biết thì chắc là phải ăn mừng lớn luôn ấy nhỉ? Sau khi ngây ra một lát, Tống Thư Hàng mới hỏi một câu khá ngu ngốc. Cậu thích tôi à? Ừ. Lục Phỉ gật đầu thật mạnh cực kỳ thích luôn ấy, đặc biệt là vào mùa hè, có cái máy lạnh hình người như Tống Thư Hàng ở bên cạnh thì sướng phải biết. Tống Thư Hàng lại ngây ra một lúc lâu. Sau đó hắn gãi đầu. Cảm ơn cậu, nhưng gần đây có vài chuyện, nên tôi không định yêu đương. Không phải vì cậu đâu, thật sự chỉ là vài lý do cá nhân của tôi thôi. Dù sao thì sắp tới hắn đều phải dồn hết thời gian vào việc tu luyện rồi, mỗi ngày phải tu luyện hơn 6 giờ đồng hồ, mấy chuyện lãng phí thời gian như quen bạn gái này, hắn thật sự không rảnh để làm. Mặc dù hắn cũng mù tịt về mấy chuyện tình cảm này, nhưng hắn biết rõ chuyện này không nên dây dưa, nên dứt khoát thì cứ phải dứt khoát thôi. À, Lục Phỉ có vẻ khá kinh ngạc, bộ dạng như thể không biết phải nói tiếp thế nào. Bởi vì tình cảnh này hoàn toàn không giống với kịch bản mà đám bạn cùng phòng của cô hay nói, cái gì mà con gái theo đuổi con trai như cách một lớp xa thôi, chẳng đáng tin chút nào cả. Sau đó, cô rụt vai lại, hỏi. Không yêu đương cũng được, vậy bình thường chúng ta có thể nắm tay được không? À, lần này đến phiên Tống Thư Hàng ngu người, không biết phải trả lời thế nào. Hồi lâu sau, hắn mới dè dặt đáp lời. Nếu như là nắm tay thì chắc là được. Vậy thì được rồi. Vẻ mặt của Lục Phỉ lại hớn hở hẳn lên, không giống như bị thất tình chút nào, dù sao thì cô cũng đã đạt được mục đích, thật ra thì cô chỉ muốn nắm tay Tống Thư Hàng mỗi ngày mà thôi. Hai người bọn họ có thể cùng đi học, cùng tan học, cùng về ký túc xá, thế là đủ lắm rồi. Những lúc không có Tống Thư Hàng thì cô vẫn có thể ngồi điều hòa, tuy rằng không thoải mái như Tống Thư Hàng, nhưng có còn hơn không. Dù sao thì phần lớn thời gian cô đều giúp ở trong phòng hết. Chúng ta về thôi. Lục Phỉ vui vẻ nắm tay Tống Thư Hàng, như một cô bé thỏa mãn vì có được món đồ chơi yêu thích, bước chân cũng tung ta tung tăng. Chấm. Sau khi tiễn Lục Phỉ về ký túc xá thì Tống Thư Hàng cũng quay lại ký túc xá của mình. Quen tay mở máy tính lên, xem tin nhắn trong nhóm Cửu Châu số 1. Nội dung bên trên phần lớn đều là một vài số liệu và phân tích của dược sư sau khi kiểm tra thân thể cho hai vị đạo hữu và đạo đồng trở về từ hòn đảo thần bí kia, nhưng vẫn không thể nào đoán ra được nguyên nhân gây nên mất trí nhớ. Lúc này, có một vị đã rất lâu không online chợt ngoi lên. Là Tô Thị A Thất, chiến đấu cuồng nhân có tiếng trong nhóm. A Thất,
sao hai ngày nay không online thế? Thương thế của A Thập Lục thế nào rồi? Bắc Hà Tán Nhân lập tức hỏi thăm. Bắc Hà Tán Nhân hôm qua bị cấm nói xong, không ngờ hôm nay đã được thả ra rồi à? Tô Thị A thất thở dài thườn thượt. Chương 116, cơ ngực đẹp đấy. Không phải A Thập Lục bị thương à? Bắc Hà Tán Nhân không dám tin. Tô Thị A thất thở dài. Mấy ngày nay ta phải đi xa một chuyến tìm cách chữa trị vết thương cho A Thập Lục. Kết quả hôm nay ta về tộc chính Tô Thị mới biết A Thập Lục mất tích rồi. Có người trong tộc nói hôm đó ta vừa đi ra khỏi cửa thì A Thập Lục cũng chạy luôn. Bắc Hà Tán Nhân nhíu mày. Tô Thị các ngươi nhiều người như thế mà không trông nom được một A Thập Lục đang bị thương hả? Tô Thị A thất ngượng ngùng nói. A Thập Lục chạy trốn bằng con đường bí mật ta dùng để bỏ nhà đi bụi ngày trước. Hơn nữa, lúc người nhà phát hiện ra không thấy nó thì chẳng biết nó đã chạy đi đằng nào rồi. Cả nhà đi tìm mấy ngày nay vẫn không thấy. Bao nhiêu người như thế mà còn không tìm được một A Thập Lục bị thương. Bắc Hà Tán Nhân không tin. Tô Thị A thất thở dài, chính vì thế mà khi về Tô Thị hắn đã lôi cổ bốn tên tộc nhân ăn hại ra đập cho một trận. Nhưng mà tốt khoe xấu che, hắn có nỗi khổ mà đâu dám nói. Bắc Hà Tán Nhân không dồn hỏi việc trong nhà của Tô Thị nữa. Bây giờ có tin tức gì của Thập Lục không? Ta có để lại ấn ký trên một pháp bảo tùy thân của Thập Lục, tuy không chính xác bằng lạc ấn tinh thần nhưng cũng có thể cảm ứng ra vị trí đại khái của Thập Lục là ở khu Giang Nam, Tô Thị A thất nói. Vì đó là pháp bảo của A Thập Lục, để lại lạc ấn tinh thần sẽ ảnh hưởng đến việc sử dụng pháp bảo của chủ nhân, thế nên hắn chỉ hạ một ấn ký nhất phẩm mà thôi. Loại ấn ký nhất phẩm đó chỉ có thể định vị được phạm vi đại khái. Còn những thứ pháp khí A Thập Lục tự mình để lại lạc ấn tinh thần thì đã vứt lại Tô Thị hết rồi. Chung quy A Thập Lục lặng lẽ đào tẩu, sao có thể mang theo những thứ làm bại lộ vị trí của mình được. Tô Thị A thất lại nói tiếp. Đêm nay ta sẽ khởi hành qua đó, mau chóng đưa A Thập Lục về. Mặt khác ta muốn hỏi, các đạo hữu trong nhóm có ai đang ở gần khu Giang Nam không? Xin hãy giúp ta tìm A Thập Lục, ta cảm kích vô cùng. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để HN Online. Tống Thư Hàng đọc tới đây thì hơi sửng sốt, Tô gia A Thập Lục cũng đến đây à? Nghe A Thất nói có cách tìm được A Thập Lục về, Bắc Hà Tán Nhân thở phào nhẹ nhõm. Sao ai cũng chạy tới Giang Nam thế nhỉ? Nói tới nơi đó, ta lại đột nhiên nhớ tới một vị tiểu hữu đây. Tiểu hữu, Hoàng Sơn Chân Quân lại thêm đạo hữu mới vào à? Tô Thị A Thất hỏi. Bắc Hà Tán Nhân thả một cái ai cần lắc đầu, sau đó cười nói. Có còn nhớ, Thư Sơn Áp Lực Đại, không? Cái người mà Hoàng Sơn Chân Quân thêm nhầm ấy hả? Tô Thị A Thất lập tức hỏi, bởi vì muốn quên cái, đạo hào, kỳ lạ như vậy cũng khó lắm. Bây giờ đã thành tiểu đạo hữu rồi, quá trình thú vị lắm, bao giờ rảnh nói với ngươi sau. Ta nhớ hình như cậu ta ở Đại học Giang Nam đấy, nếu có duyên thì không chừng các ngươi sẽ hội ngộ cũng nên, Bắc Hà Tán Nhân cười nói tiếp. Tống Thư Hàng đọc tới đây thì lập tức thò mặt lên. Trong nhóm đều là đại tiền bối, quen mặt mới nhận nhiệm vụ ngon nghẻ được nha. Thư Sơn Áp Lực Đại. Chào buổi tối, A Thất tiền bối. Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới, đúng thời gian tan học của sinh viên các ngươi nhỉ, Bắc Hà Tán Nhân cười bảo. Tống Thư Hàng đáp. Hôm nay tôi được nghỉ, vừa tu luyện rồi đi ăn uống với bạn bè về. Tiểu hữu ở khu Giang Nam hả? Ha ha, nếu lần này có duyên gặp mặt thì ta sẽ tặng quà gặp mặt cho ngươi. Không nói nhiều nữa, ta chuẩn bị lên đường đây, phải nhanh chóng đến khu Giang Nam tìm A Thập Lục mới được. Mọi người cứ từ từ nói chuyện đi, Tô Thị A Thất nói xong bèn óp. Hắn không có thời gian tán nhảm, leo lên cũng chỉ để nhờ các đạo hữu trong nhóm để ý tin tức của A Thập Lục một chút hộ mà thôi. Sau một tiếng thở dài, A Thất hô một tiếng nhỏ, pháp đao tùy thân phóng lên cao, biến thành một luồng ánh sáng, A Thất đạp lên luồng sáng ấy, biến mất trong bầu trời đêm. Tống Thư Hàng nói chuyện trong nhóm thêm chốc lát, đồng thời add friend thêm mấy vị tiền bối mới. Sau khi hắn nhận nhiệm vụ, tiếp đón Bạch Chân Quân, thì các tiền bối trong nhóm bắt đầu lục tục add friend với hắn. Tống Thư Hàng đoán là mấy vị tiền bối lòng dạ đen tối này hóng hớt muốn biết tình hình sau khi mình tiếp đón Bạch Chân Quân thôi, nói không chừng còn muốn nhờ hắn quay phim chụp ảnh gì đó như Hoàng Sơn Chân Quân lúc trước chẳng hạn. Còn một vài vị khác thêm bạn tốt với Tống Thư Hàng chỉ vì nông trường và bãi cỏ chăn nuôi của hắn trong game. Không ngờ trò chơi nông trại lại có thể giúp mình nhanh chóng làm quen với các vị tiền bối, trước khi đi ngủ, Tống Thư Hàng tiện tay mở không gian của mình, chuẩn bị vào nông trại. Vừa mở không gian,
hắn đã thấy tiền bối Cuồng Đao Tam Lãng hiện đã là bạn tốt thả vào một tấm ảnh. Khung cảnh là đại dương mênh mông vô bờ, còn có một con cá voi khổng lồ ngoi lên mặt nước. Giữa khung cảnh ấy là một mỹ nam nở nụ cười hư hỏng lơ lửng trên không, thanh đao cong biến thành luồng sáng vững vàng nâng đỡ thân thể hắn. Phong cảnh Đông Hải rất đẹp, ngắm nhìn biển rộng sẽ khiến cho người ta cảm thấy lòng dạ khoáng đạt hơn. Bắc Hà Tán Nhân, Hoàng Sơn Chân Quân, Đồng Quái Tiên Sư và Vân Du Tăng Thông Huyền và một đám tiền bối khác thả lai. Bắc Hà Tán Nhân, ta cứ nghĩ ngươi sẽ up một bức ảnh phong cảnh Đông Hải, không ngờ trên không còn có một thằng ngốc, phá hết cả cảnh đẹp. Thông Huyền Đại Sư, ai cần ngón cái? Diệp Tiên Cô, yêu, cơ ngực của tiểu lãng xịn ghê, thảo nào dám tự nói là tấm lòng bao dung. Thất Thất Tử, cơ ngực xịn ghê cộng một. Đồng Quái Tiên Sư, đến dòm ngực. Đồng Quái Tiên Sư, a còng Hoàng Sơn chân quân ta sai rồi, tha bổng ta đi mà. 30 ngày lâu quá. Hoàng Sơn chân quân, ha ha. Đồng Quái Tiên Sư, a còng Hoàng Sơn chân quân, bất công quá, tên Bắc Hà kia cũng được tha rồi, sao ta vẫn bị. Hoàng Sơn chân quân, ha ha. Cuồng Đao Tam Lãng, a còng Hoàng Sơn chân quân, đám tính quẻ điều này phải giam thêm giam bữa nửa tháng mới được. Thế ta có được tha không? Mặt khác tên khốn Bắc Hà kia ngươi nói ai ngốc cơ? Sâu lâu đi. Hoàng Sơn chân quân, ha ha. Tống Thư Hàng nghĩ nghĩ một lúc rồi yên lặng nhấn like cho ảnh, không dám phát ngôn bừa. Sau đó hắn vào nông trại thu hoạch một chút rồi trồng thêm những loại cây đáng tiền khác. Sau nữa, hắn tắt máy đi ngủ. Đến khi Tống Thư Hàng ngủ say, cách giường hắn không xa chợt hiện một điểm đen như ẩn như hiện, dần dần to lên. Tống Thư Hàng vẫn luôn duy trì trạng thái tinh thần lực cảnh giác mà không hề phát hiện ra điểm đen nhỏ bé ấy. Ngày 10 tháng 6, Tống Thư Hàng lại xin nghỉ thêm một ngày, sau đó đi cùng Thổ Ba đến học viện quản lý xe tham gia học lý thuyết. Đương nhiên cái lớp học lý thuyết này không bắt buộc phải tham gia, chỉ cần sáng đến quẹt thẻ báo danh rồi 2 giờ chiều lại đến quẹt thêm lần nữa là được. Thi lý thuyết, anh học hay không là việc của anh, bởi vì khi thi rớt thì người nộp tiền thi lại cũng là anh mà. Xin nghỉ thì tao qua chỗ Dương Đức chơi, Thư Hàng, mày đi đâu? Thổ Ba hỏi. Tao muốn tới bệnh viện đưa chị Nhã Nhã đến ga tàu cao tốc, Tống Thư Hàng cười đáp. Sau khi đại hội thể dục thể thao kết thúc thì kỳ thực tập của Triệu Nhã Nhã cũng kết thúc rồi. Bây giờ cô đang chào tạm biệt mấy người bạn ở bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Nam, chờ sau bữa trưa sẽ lên tàu cao tốc rời khỏi đây, hắn muốn tiễn Triệu Nhã Nhã một đoạn đường. Ok, thế thì tao không đi với mày đâu, chiều gặp nhé. Thổ Ba vừa nghĩ đến Triệu Nhã Nhã thì lại có cảm giác sợ hãi mãi không vơi. 10 phút sau, Tống Thư Hàng chạy tới bệnh viện rồi vào thẳng phòng nghỉ tìm Triệu Nhã Nhã. Chương 117, Thất Hoàng Diệu Quả và Tiên Nông Tông. Tống Thư Hàng đi vào phòng nghỉ tìm Triệu Nhã Nhã. Đến cửa thì gặp một bác sĩ nữ đeo kính, cô vừa làm việc xong về đây nghỉ ngơi, nhìn thấy Tống Thư Hàng thì cười tươi chào hỏi. Ồ, Thư Hàng à. Chào chị. Bác sĩ Lý, Tống Thư Hàng cười ngại ngùng, hắn không thể không ngại ngùng, vì ánh mắt của chị bác sĩ này mang theo áp lực lớn quá. Trong phòng nghỉ, Triệu Nhã Nhã đã thu dọn xong đồ đạc, nhìn thấy Thư Hàng vào, cô cười xấu xa hệt như một con hồ ly. Thư Hàng, em tới rồi. Nhìn vẻ mặt của cô thì Tống Thư Hàng biết ngay bà chị mình đã nhìn thấy một màn, ông chú một đấm PK thanh niên trẻ trâu, hôm qua rồi. Bất hạnh quá mà. Vé tàu mấy giờ? Tống Thư Hàng quyết đoán tảng lờ lảng sang việc khác, không cho Triệu Nhã Nhã cơ hội đâm chọc mình nữa. Triệu Nhã Nhã lấy điện thoại di động ra xem tin nhắn đặt vé của mình rồi đáp. Chuyến 3 giờ chiều. Vậy thì chiều nay em đến học việc quản lý xe về đưa chị ra ga nhé. Giờ em đi trước đây. Tống Thư Hàng lựa chọn chạy lấy người trước đã. Chưa đợi Triệu Nhã Nhã trả lời đã đánh bài chuồn. Em trai em diễn tuồng gì vậy? Bác sĩ Lý nhìn về phía Triệu Nhã Nhã với ánh mắt đầy khó hiểu, Tống Thư Hàng vội vã chạy tới rồi hấp tấp chạy đi là cớ làm sao? Chắc là sợ em cười nó. Triệu Nhã Nhã cười váng lên, sau đó lại hỏi, chị thì sao? Xong việc bên bệnh nhân ở phòng 570 nhà 8B chưa? Vừa tiêm cho cô ấy 2 mũi giảm đau. Gần đây cô ấy đến ngày càng nhiều, hiệu quả của thuốc giảm đau cũng ngày một kém. Mỗi lần nhìn thấy vẻ kiên cường trên khuôn mặt cô gái trẻ kia, rồi nghĩ đến việc cô ấy đang từng ngày tiến gần đến cái chết, thì cô lại không đành lòng. Rốt cuộc là vì sao cô ấy lại chịu vết thương nghiêm trọng như thế? Hơn nữa vì sao đã lâu như vậy mà người nhà cô ấy lại chẳng hề đến thăm lấy một lần?
Tống Thư Hàng đi dạo trong bệnh viện một lát rồi đột nhiên dừng bước. Hắn thấy ở phía xa xa có một ông chú ăn mặc kiểu dân văn phòng đang rảo bước đi vào sâu trong bệnh viện, thần sắc rất vội vã. Ông chú nhìn có vẻ bị áo cơm đè nặng này trông mới quen mắt làm sao. Tống Thư Hàng hít một hơi thật sâu, không thể không phục sát đất tài đùa dai của ông trời gạch dưới gạch dưới gạch dưới nhiệt duyên chính là tùy hứng như vậy đấy. Mỗi ngày gặp ông chú này một lần, có lộn không vậy? Bây giờ hắn rất khao khát được xông lên táng cho ông chú đó một đấm, thế nhưng lại lo lắng màn kịch, đại thúc một đấm PK thanh niên trẻ trâu tái diễn ngay trong bệnh viện. Nếu thế thật thì, hắn còn biết sống thế nào? Hình như lần trước gặp ông chú này trong bệnh viện thì ổng đang tìm người trong các phòng bệnh. Chẳng lẽ ổng có người thân đang nằm viện à? Tống Thư Hằng nghĩ, có lẽ đây cũng là một cơ hội đấy nhỉ? Nếu ông chú này thực sự có người nhà đang nằm viện, thì có lẽ trước mặt người nhà ổng, mình có thể giải thích, đàng hoàng với ổng cũng nên. Ông chú này ngốc thật, người nhà ông ta chắc là không đến nỗi, ngốc hơn đâu ha. Sau đó, mình phải nghĩ sẵn trong đầu 10 vạn chữ sướt mướt để phun ra như pháo liên thanh cho ông chú kia đớ ra luôn, cho ổng biết thế nào là tầm quan trọng của sự tin cậy giữa con người với con người. Ông chú ngồi ngoan ngoãn trên ghế, mặt ngây ra đầy hối hận, còn mình thao thao bất tuyệt liến thoáng một hồi, nước miếng tung tóe. Cái cảnh ấy nghĩ đến mới thấy thật là tươi đẹp làm sao. Vì thế, Tống Thư Hằng cẩn thận theo đuôi ông chú nọ. Cảm quan của hắn vô cùng nhạy bén, theo đuôi quá sát rất có thể sẽ bị phát hiện, cho nên khi theo dõi nhất định phải cẩn thận, thậm chí không thể nhìn hắn quá lâu. Ông chú nhanh chóng bám theo hơi thở của con cháu Tô Thị mà đi. Lần trước vì bị tên lừa đảo quấy nhiễu ở khu phố La Tín mà hắn đã bỏ lỡ mất tung tích của con cháu Tô Thị rồi. Lần này sẽ không còn ai quấy rầy hắn nữa. Hôm nay nhất định phải tóm gọn con cháu của Tô Thị. Ông chú gào thét trong lòng. Hôm nay hắn rất may mắn. Lần này con cháu Tô Thị không kịp che giấu khí tức của bản thân. Hắn lần theo suốt đường, cuối cùng dừng lại ở phòng 570 nhà 8B. Chính là nơi này. Lần này ngươi không còn chỗ trốn nữa rồi, con cháu Tô Thị. Ông chú cảm thấy hốc mắt nóng cả lên, sau đó hắn vươn tay chuẩn bị mở cánh cửa phòng bệnh. Ngay khoảnh khắc hắn duỗi tay, cửa phòng đột nhiên bật mở. Bị phát hiện sao? Ông chú giật mình, nhảy vọt về phía sau. Trong phòng bệnh, một y tá nữ mở cửa bước ra, bị ông chú trung niên nhảy bật lùi dọa hoảng cả hồn. Làm cái gì đấy? Đừng có nhảy ầm ầm trong bệnh viện thế, nguy hiểm lắm, y tá nhíu mày trách cứ. Xin lỗi, ông chú làm trò khôi hài lập tức nhận sai. Chú ý một chút, đây là bệnh viện. Lỡ may đụng phải nhân viên cấp cứu khẩn cấp thì làm sao? Y tá lại trách móc thêm một câu, thấy ông chú nọ ăn năn hối lỗi mới bỏ qua mà xoay người rời đi. Ông chú khôi hài thở phào nhẹ nhõm, đợi y tá rời đi bèn lén lút mò đến phòng 570, đẩy cửa bước vào. Ban nãy y tá đi ra chỉ thuận tay khép cửa, cửa không có khóa. Trong phòng 570, một thiếu nữ trẻ tuổi đang nằm trên giường bệnh. Vì vừa được tiêm giảm đau nên cả người cô đều bải hoài. Tìm được rồi, trên mặt ông chú lộ vẻ dữ tợn, chẳng khác gì một con sói nhìn thấy cừu non. Ngươi là ai? Thiếu nữ nhìn ông chú đẩy cửa bước vào, lạnh lùng nói. Tìm thấy ngươi rồi, con cháu của Tô Thị A Thất. Ông chú nọ gầm lên, vẻ mặt vặn vẹo đến méo mó. Người nhà ông chú kia ở đây à? Tống Thư Hàng nhìn thấy ông chú khôi hài kia đẩy cửa bước vào một phòng bệnh thì suy nghĩ như thế. Tống Thư Hàng lặng lẽ đến gần phòng bệnh nhưng không vào trong. Hắn muốn xác nhận quan hệ giữa ông chú nọ với người trong phòng rồi mới quyết định. Đúng lúc ấy thì trong phòng truyền ra tiếng nói lãnh đạm của một cô gái. Ngươi có thủ oán gì với A Thất? Tô Thị A Thất, hắn khinh người quá đáng. Ông chú nghiến răng nghiến lợi, 6 ngày trước hắn đã xông vào Tiên Nông Tông của ta, cướp đi chí bảo tộc môn ta là Thất Hoàng Diệu Quả còn đánh trọng thương 18 đệ tử Tiên Nông Tông. Tiên Nông Tông của quả thực chỉ là một môn phải nhỏ, chẳng thể sánh với Tô Thị thế gia nhà các ngươi. Thế nhưng bọn ta cũng không phải cục bột mềm mặc ai đến xâm phạm cũng được. Cho dù phải liều hết thảy, bọn ta cũng phải bắt Tô Thị các ngươi trả giá đắt. 6 ngày trước, A Thất cướp chí bảo của các ngươi, còn đánh người của các ngươi bị thương. Cô gái có giọng nói lãnh đạm cau mày, cô biết nguyên nhân A Thất muốn tìm Thất Hoàng Diệu Quả, hẳn là vì muốn chữa trị vết thương mà thiên kiếp gây ra trên người cô đúng không? Thế nhưng nói A Thất cướp đoạt chí bảo nhà người khác, còn đánh người của tông môn họ bị thương thì cô không tin. Cô gái thở dài, sau đó đáp. Tuy rằng ta cho rằng A Thất sẽ không làm những việc như cướp bóc chí bảo của tông môn các ngươi.
nhưng nếu việc này đúng là A Thất làm thì ta sẽ bảo A Thất trả lại chí bảo cho Tiên Nông Tông. Tất cả tổn thất của Tiên Nông Tông, Tô Thị chúng ta sẽ bồi thường đúng giá. Thế nào? Tô Thị A Thất, Tống Thư Hàng trốn ở ngoài phòng khẽ động trong lòng. Tô Thị A Thất trong lời ông chú kia nói, chẳng lẽ chính là cái vị trong nhóm Cửu Châu số một đó hả? Nếu hai Tô Thị A Thất đúng là một người, thế thì cô gái ở trong phòng bệnh là ai? Nghe giọng điệu cô ấy, hình như cô ấy có thể can dự vào hành động của Tô Thị A Thất thì phải. Chương 118, nè ông chú, lòng tin giữa người với người đâu? Tống Thư Hàng lui ra phía sau một bước, ngẩng đầu lên nhìn số phòng, là phòng 570. Trong đầu hắn lập tức nhớ tới bệnh nhân làm bác sĩ Lý phải bối rối, rõ ràng ngoài cơ thể không có chút vết thương nào, thế mà các cơ quan trong cơ thể và nội tạng lại có dấu hiệu bị carbon hóa. Bệnh nhân đặc biệt ấy chính là người trong phòng 570. Vết thương kỳ lạ khó tin, cộng thêm thân phận có liên quan tới Tô Thị A Thất. Chỉ có thể là Tô Thị A thập lục độ kiếp ở thành phố Hát sau đó bỏ nhà trốn đi kia thôi. Vết thương kỳ lạ, ngoài tươi trong héo, của cô chắc hẳn là tạo thành từ lôi kiếp ngày 1 tháng 6 ấy. Tha thứ cho Tống Thư Hàng không nghĩ ra điểm ấy ngay từ đầu, bởi vì hắn không ngờ Tô Thị A thập lục lại là một cô gái. Lúc trước nghe các tiền bối nói chuyện trong nhóm, hắn cứ tưởng Tô Thị A thập lục là một thằng con trai kia. Từ cái tên A thập lục đến tính cách hiếu chiến y hệt Tô Thị A thất, làm sao mà khiến người ta liên tưởng đến một cô gái cho được. Đợi đã, bây giờ không phải là lúc nghĩ mấy cái này. Điều quan trọng nhất bây giờ là, ông chú tự xưng là thành viên của Tiên Nông Tông kia muốn gây bất lợi cho A thập lục. Mình phải làm gì đây? Thực lực của ông chú cao hơn mình nhiều. Cho dù có dùng phù bảo cũng chưa chắc đã là đối thủ của ông ta. Hay là thông báo cho tiền bối Tô Thị A Thất trong nhóm. Không được, nước xa không cứu được lửa gần. Trong phòng. Hừ, không cần phiền toái như thế. Ông chú nghiến răng ken két, vung tay phải cào lên vách tường. Một cào này khiến cho ngón tay hắn cắm thẳng vào tường, để lại 5 vết ngón tay sâu hóm. Tường của bệnh viện trực thuộc Đại học Giang Nam được xây dựng rất có lương tâm, vô cùng chắc chắn. Thế mà ông chú cắm tay vào như cắm vào đậu hũ, còn để lại 5 cái dấu tay. Tuy hơi ngốc hơi hài chút, nhưng mà thực lực đáng sợ quá đi. Chỉ cần bắt được con cháu Tô Thị như ngươi thì có thể ép Tô Thị A Thất ra mặt. Đến lúc đó Tiên Nông Tông bọn ta sẽ thanh toán tất cả ân oán với hắn. Ông chú tới gần cô gái trên giường, giơ cao tay chảo. Đầu ngón tay vẫn còn sót lại vôi tường, không được sạch sẽ cho lắm thì phải. Yên tâm đi, ta không giết ngươi đâu. Ta chỉ bẻ gãy tay chân ngươi để tên khốn Tô Thị A Thất kia tự động tìm tới chỗ bọn ta thôi, ông chú giơ cao tay, ác độc nói. Móng vuốt kia mà hạ xuống thì có thể tặng miễn phí cho Tô Thị A thập lục một tấm giấy chứng nhận tàn phế. Đúng lúc này, cửa phòng 570 mở toang. Ông chú thu tay theo bản năng, vẻ dữ tợn trên mặt mau chóng được thu lại. Tu sĩ luôn cố gắng tránh việc thể hiện sức mạnh trước mặt người phàm. Cho dù là ông chú thì lúc này cũng phải tém tém lại theo bản năng. Sau đó, hắn nhìn thấy một thiếu niên vẻ ngoài thanh tú đi vào trong phòng. Thiếu niên kia ngẩng đầu nhìn hắn, tuy thở hồng hộc nhưng lại nở nụ cười ôn hòa tươi rói. Ôi chú, tìm thấy chú rồi. Ông chú đơ cả người, vẻ mặt cũng đơ luôn, sao lại gặp thằng lừa đảo này nữa? Hôm qua nó ăn một đấm của mình mà vẫn chưa biết sợ à? Còn có gan đến tìm mình nữa cơ đấy. Mà cô gái trên giường lặng lẽ lật mình, kéo chăn phủ lên người mình. Đừng ra tay vội, nghe tôi nói xong đã nào. Nếu không đừng có trách tôi trở mặt. Thanh niên trẻ tuổi thấy vẻ mặt nhức nhối của ông chú thì thở dài, sau đó lấy từ trong túi ra 150 tệ đỏ tươi. Chú à, không phải nói chú đâu, cơ mà con người chú tuyệt đối là thiếu mất niềm tin giữa người với người rồi. Này, cất tiền đi chú. Nếu không yên tâm thì chú kiểm tra xem tiền có phải là tiền thật không. Ôi nhận tiền rồi. Không lo tôi lừa chú nữa chứ. Giờ thì chú ngồi đàng hoàng xuống đây ăn miếng bánh uống miếng nước, nghe tôi nói cho xong nhé. Chú nhìn tôi đây này, mặt mũi ngay ngắn, nét mặt chính nghĩa, giống lừa đảo chỗ nào hả? Còn nữa, tôi đã giải thích với chú bao nhiêu lần là tự chú làm rơi tiền rồi mà sao chú cứ không tin. Bây giờ chú ngồi đây nghĩ lại tình hình lúc ấy cho kỹ đi. Cho dù chú quên lúc đó mình có đánh rơi tiền hay không, thì chắc phải nhớ điểm này chứ, trước khi tôi gọi chú ấy. Chú có sờ túi lấy điện thoại ra không? Chính lúc đó chú làm rơi 150 tệ này, tôi chỉ nhặt lên đưa trả chú thôi. Thật chẳng hiểu nổi, sao chú lại nghĩ tôi là đồ lừa đảo thế hả? Còn hiểu lầm tôi nhiều lần như thế nữa chứ?
nhặt được tiền mà hết lần này đến lần khác trả người đánh mất. Có thằng lừa đảo nào tốt bụng như tôi không? Bla bla bla, Tống Thư Hàng mở miệng như nã pháo, từ lúc bước vào tới giờ nói không ngừng nghỉ. Ông chú nhận 150 tệ, nhìn nhìn, đúng là tiền thật. Lại nhìn Tống Thư Hàng đang răn dậy mình với khí thế ngút trời, hắn biết có lẽ mình đã hiểu lầm thanh niên trẻ này thật rồi. Vì đúng là mình làm sai, lại bị đối phương giảng đạo rõ là hùng hổ, khí thế của ông chú đã yếu đi mấy bậc từ lúc nào. Ngẫm lại cũng phải, mình hiểu lầm người ta mấy lần liền, chắc là người ta phải uất ức lắm nhỉ. Huống hồ hôm qua mình còn cho nó một đấm nữa. Ông chú ngốc áy náy quá đi mà. Còn hôm qua nữa, tôi vốn muốn đuổi theo trả tiền cho chú, thế mà chú lại đấm tôi một phát. Đau lắm ấy chú biết không? Hơn nữa vì một quả đấm của chú mà sự kiện, ông chú một đấm đo ván thanh niên trẻ trâu, đã bị phát tán khắp nhóm bạn của tôi rồi. Mặt mũi tôi ném hết xuống Thái Bình Dương rồi chú biết không? Ít nhất cả tháng tới tôi không còn mặt mũi nào mà gặp ai nữa. Tiếng nã pháo vẫn còn tiếp tục. Cái miệng của Tống Thư Hàng vẫn mấp máy liên hồi. Hắn giảng từ, niềm tin cơ bản giữa người với người, tới, xã hội gần đây quá thiếu thốn yêu thương, lại giảng từ, làm việc tốt là truyền thống tốt đẹp xưa nay của Hoa Hạ, đến, dạo này làm việc tốt xong phải để lại chứng cứ, tránh cho làm xong bị tưởng là lừa đảo. Sau khi vắt óc nghĩ ra hết thảy những gì có thể giảng đạo được, Tống Thư Hàng khô hết cả cổ. Ông chú tự biết mình đuối lý chỉ có thể gật đầu đầy bị động. Sau mỗi lời giảng của Tống Thư Hàng, hắn lại gật một lần, bây giờ đã gật gù buồn ngủ luôn rồi. Nói cách khác, chú ạ, nếu không phải là tôi nhặt được 150 tệ của chú mà là người khác thì người ta không đời nào trả cho chú đâu. Tống Thư Hàng đằng hắng cổ họng. Nhưng trong lòng hắn đã nôn nóng vạn phần. Teo rồi, sắp không bịa nổi nữa rồi. Ngũ Mỹ Tứ Đức nói xong hết rồi, rốt cuộc thì còn gì để nói về, lòng tin cơ bản giữa người với người, nữa đây. Chẳng lẽ phải chém về tam tòng tứ đức của phụ nữ cổ đại à? Sao bác sĩ Lý hay y tá còn chưa tới vậy? Cho dù mình đọc nhiều sách đến mấy cũng sắp nói cạn rồi. Tính toán của Tống Thư Hàng là cố hết sức kéo dài thời gian đến khi bác sĩ hoặc y tá tới thay thuốc, bởi vì chỉ cần bác sĩ hay y tá tới thì có lẽ ông chú kia sẽ tạm lánh đi. Đáng tiếc bác sĩ Lý chẳng hiểu ý hắn gì cả, mãi mà không chịu tới. Hơn nữa nút gọi y tá còn bị đại thúc che ở đằng sau. Tống Thư Hàng không tìm được cơ hội để ấn nó. Bằng không chỉ cần ấn nhẹ một cái là có thể gọi được một bác sĩ nữ xinh đẹp, đưa theo một y tá dễ thương rồi. Hết cách rồi, thực lòng không bịa nổi nữa rồi. Bây giờ mà hắn chém đến tam tòng tứ đức của phụ nữ ngày xưa, thì cho dù ông chú có ngu cũng nghe ra không đúng. Cho nên chỉ có thể chuẩn bị dùng đến phương án B thôi. Trong tay Tống Thư Hàng cầm một vật thể giống như dược hoàn ác xú hoàn. Cái tên đặc biệt cừ khôi này chính là do dược sư đặt cho. Chỉ cần va chạm mạnh khiến vỏ ngoài vỡ ra thì xương khói mang theo mùi thối nồng nặc bị phong tỏa trong đó sẽ phát tán ra ngoài. Chương 119, là cô. Trong tay Tống Thư Hàng đang có hai viên ác xú hoàn, vốn định dùng khi đối phó với đàn chủ, thế nhưng khi giết đàn chủ thì ác xú hoàn lại không có đất dụng võ. Hy vọng cảnh giới của ông chú này chưa lên tới tam phẩm, bằng không ác xú hoàn sẽ chẳng có tác dụng gì. Đồng thời, một tay hắn lặng lẽ cầm một lá, giáp phù. Sau đó bấm tay, dùng lực bắn ra. Ác xú hoàn vừa nện lên mặt đất thì vỏ ngoài lập tức vỡ ra, trong phút chốc, một luồng xương khói đen xì bao phủ toàn bộ căn phòng, theo sát sau đó là mùi hôi thối như thể tập trung tất cả các thứ mùi khó ngửi trên đời ập tới. Người thường hít một hơi thôi đã nhộn nhạo cả dạ dày, mà tu sĩ khai mở tị khứu có cái mũi nhạy gấp mấy chục, thậm chí mấy trăm lần người thường. Chỉ cần ngửi một cái thì mùi vị kia quả thực không cách nào tả xiết. Ôi, thứ gì, quẹ, ông chú chúng chiêu đơn giản dứt khoát, hắn đè chặt yết hầu như một con vịt cạn sảy chân rơi xuống nước, chỉ hận không thể lọc hết mùi tanh hôi từ mũi sộc vào khí quản ra ngoài. Lợi dụng cơ hội này, Tống Thư Hàng xông lên, nhảy vọt tới bên giường như gắn lò xo dưới lòng bàn chân, sau đó ôm cả Tô Thị A Thập Lục, và chăn đệm lên. Trải qua quá trình thối thể và tu luyện cơ bản, trọng lượng của một người bình thường trong tay Tống Thư Hàng chẳng hơn gì một cây gậy gỗ, không hề làm ảnh hưởng tới hành động của hắn chút nào. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng phóng thẳng ra cửa không quay đầu lại. Hắn vốn định chạy trốn từ đường cửa sổ, làm vậy sẽ không phải chạy qua trước mặt ông chú nọ. Song đây là tầng 5, Tống Thư Hàng lượng rõ sức mình, hắn mà nhảy từ tầng 5 xuống thì game over luôn khỏi bàn cãi nữa. Cho nên hắn chỉ có thể kiên trì vòng qua trước mặt ông chú kia mà thoát thân từ cửa chính mà thôi.
Uẹ, uẹ, thằng lừa đảo. Ông chú ngốc cũng không phải ngốc thật, hắn chỉ thiếu thốn chút thưởng thức xã hội. Khi nhìn xuyên qua màn sương mờ mịt thấy Tống Thư Hàng ôm con cháu Tô Thị chạy trốn thì hắn đã hiểu rõ mục tiêu của Tống Thư Hàng. Thằng lừa đảo này luôn miệng nói mình không phải lừa đảo, thế mà mình còn tin nó, đáng giận. Ông chú nổi trận lôi đình. Khi Tống Thư Hàng ôm con cháu Tô Thị chạy qua trước mặt hắn, hắn đã vung chảo chộp về hướng thanh niên. Đứng lại cho ta. Cánh tay này có thể in năm dấu ngón tay rõ ràng trên bức tường dày dặn của bệnh viện, nếu nó chộp trúng người Tống Thư Hàng thì kiểu gì cũng phải để lại cho hắn năm cái lỗ làm kỷ niệm. Giáp, trong lúc sống còn, Tống Thư Hàng không chút do dự kích lên lực lượng của giáp phù. Linh lực trong phù tràn ra thành một tầng giáp phòng hộ quanh người Tống Thư Hàng. Tầng giáp ánh sáng mỏng manh ấy có thể ngăn cản một đòn tấn công toàn lực của tu sĩ từ tam phẩm trở xuống. Keng, móng tay có thể đục đá phá núi của ông chú toàn lực vồ vào tầng phòng ngự của giáp phù, lại chỉ làm tóe ra một quầng hoa lửa. Ngược lại, phản lực từ tầng phòng ngự của giáp phù quăng cả người hắn ra xa, nện ầm ầm lên tường phòng bệnh. Tống Thư Hàng mượn uy lực một chảo của ông chú nọ, cả người lao ra khỏi phòng như một mũi tên rời cung. Khi vào phòng hắn đã cố tình không đóng cửa để tiện cho mình chạy trốn. Ông chú lắc đầu, sau một lúc lâu mới đỡ tường bò dậy. Phản lực bất thình lình kia không chỉ chấn cho cánh tay hắn run lên mà còn làm cho hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để chặn đứng Tống Thư Hàng. Khi hắn đứng lên được thì Tống Thư Hàng đã chạy xa rồi. Đáng giận, ông chú phẫn nộ gầm nhẹ, thân hình vọt lên, nhanh chóng đuổi theo tung tích của Tống Thư Hàng. Lần này tuyệt đối không thể để cho hậu bối Tô Thị chạy thoát. Bởi vì đây rất có thể là cơ hội cuối cùng của hắn, Tô Thị sẽ không mặc cho hậu bối này của họ ở bên ngoài lâu như vậy. Nè! Tôi đã nói rồi mà, không được chạy trong hành lang bệnh viện. Y tá lững thững đến muộn, hét về phía bóng lưng của ông chú xa dần. Lần này ông chú kia không còn thời gian mà để ý đến y tá nữa, tăng tốc một cái đã biến mất trong tầm mắt cô. Tống Thư Hàng vừa liều mạng phóng xuống tầng, vừa suy nghĩ thật nhanh, phải chạy đến nơi nào mới được đây. Địa điểm đầu tiên hắn nhớ tới là chỗ của dược sư tiền bối, đó là chỗ lánh nạn tốt nhất không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, dược sư tiền bối đi xa rồi, còn đóng gói mang theo cả Giang Tử Yên. Ngoại trừ tìm dược sư cứu mạng thì trong tay Tống Thư Hàng vẫn còn hai lá kiếm phù, một khi thi triển ra có thể đối phó với tu sĩ nhị phẩm. Song ông chú ngốc kia không phải là đàn chủ, Tống Thư Hàng không muốn giết ông ta. Hay là, tìm một gian phòng bệnh nào đó trốn tạm trước đã. Không được, vạn nhất ông chú kia chặn cửa dưới lầu thì sao, hắn không thể cứ ở bệnh viện mãi được. Hơn nữa không biết ông chú đó có đồng bọn hay không, trốn trong phòng bệnh rất dễ bị người ta tóm như ba ba trong giỏ. Thôi, cứ ra khỏi bệnh viện trước rồi tìm chỗ nào trốn đã. Nếu có thể thì phải mau chóng tìm cách liên hệ với Tô Thị A Thất tiền bối, chắc hắn đang ở gần khu Giang Nam thôi. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, cô gái có thể là Tô Thị A Thập Lục, trong lòng hắn bỗng lên tiếng. Không ngờ trên đời lại thật sự có loại người tốt ngu ngốc thích xen vào việc của người khác như ngươi. Lúc trước cách một bức tường nghe không rõ lắm, bây giờ người ta ở ngay trong lòng, giọng nói, sao mà quen tai thế. Tống Thư Hàng cúi đầu nhìn người con gái trong tay mình, tóc ngắn, không trang điểm mà vẫn xinh xắn, vì dáng người nhỏ bé mà nhìn qua như còn nhỏ tuổi, đó là một cô gái xinh đẹp đáng yêu. Tống Thư Hàng vừa chạy vừa không nhịn được phát ra tiếng kêu kinh ngạc. Cô gái này chính là cái cô gặp hắn hai lần thì hai lần đều bị côn đồ ép tường, sau đó bùng nổ giá trị vũ lực đây mà. Là cô à, Tống Thư Hàng nhận ra thiếu nữ, hắn ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi, lần này tôi lại xen vào việc của người khác, làm việc không cần thiết rồi hả? Cô gái này có sức chiến đấu cực cao, nói không chừng người ta cố ý tỏ ra yếu thế để đợi ông chú kia tiếp cận, sau đó nện hắn một trận cũng nên. Hừ, thiếu nữ tóc ngắn quay đầu đi, kiêu ngạo như một con gà trống. Nhưng ngay sau đó, cô nàng lại dùng giọng nói yếu ớt khó mà nghe thấy nói ra mấy chữ. Lần này, cảm ơn ngươi. Lần này cô vừa mới tiêm thuốc giảm đau, cả người không còn sức lực. Nếu ông chú kia muốn ra tay độc ác thì căn bản cô không có sức chống trả. Đúng là Tống Thư Hàng đã cứu cô. Cô vừa nói cái gì? Tống Thư Hàng vẫn đang nghĩ tới đường chạy trốn, không nghe rõ. Hắn không đi xuống bằng thang máy, tốc độ của ông chú kia chắc chắn phải nhanh hơn thang máy. Chỉ trong phút chốc là người ta có thể canh ở cửa thang máy chờ hắn đi ra. Cảm ơn ngươi, thiếu nữ tóc ngắn nói nhỏ như mũi kêu. Lần này cuối cùng Thư Hàng cũng nghe rõ. Cô mà cũng biết cảm ơn người khác cơ à?
Tống Thư Hàng cười nói. Thiếu nữ thật mệt tim, nói chuyện cùng Tống Thư Hàng cứ bực bội làm sao ấy, cứ như cô nói cảm ơn là nói sai vậy. Cô chỉ không thích nói chuyện chứ không phải người không biết lịch sự đâu. Người định chạy đi đâu? Nơi có thể chạy được cách đây xa quá, bây giờ đi bước nào thì tính bước ấy đi, Tống Thư Hàng đáp, tầng phòng ngự từ giáp phù trên người ngày càng mỏng đi, có thể tắt bất cứ lúc nào. Ta có thể nghe thấy tiếng bước chân của ông chú tiên nông tông kia, tối đa 50 giây nữa hắn sẽ đuổi kịp chúng ta, thiếu nữ tóc ngắn lạnh nhạt nói. Nói cách khác, 50 giây nữa mình có thể phải ăn hành. Tuyệt đối không thể bị đuổi kịp. Tống Thư Hàng guồng chân chạy như điên, mỗi đoạn cầu thang đều phóng xuống chỉ bằng một bước. Chưa đến 10 giây, hắn đã chạy xuống đến tầng 1. Vừa khéo có một chiếc taxi không có khách đang đứng ở điểm chờ xe đợi người lên, tài xế còn chưa tắt máy. Taxi, Tống Thư Hàng vui vẻ ôm Tô Thị A Thập Lục phóng về phía taxi. Mở cửa, lên xe, chỉ mất 3 giây. Hai người, đi đâu? Tài xế dùng ánh mắt quái dị nhìn Tống Thư Hàng và cô gái bé nhỏ bao trong chăn trên tay hắn, đây là tiết tấu bỏ nhà trốn đi à? Tống Thư Hàng nhất thời không nghĩ ra phải trốn đến đâu mới tốt. Ngay lúc ấy thì Tô Thị A Thập Lục lên tiếng. Quảng trường Đại Cát, chương 120, có gì ăn không? Bác Tài ơi, đi nhanh một chút được không? Tống Thư Hàng lo lắng nhìn về phía bệnh viện, chỉ sợ ông chú tiên nông tông kia xông ra đây. Trong phút chốc, trong đầu bác Tài đã tưởng tượng ra đủ kiểu kịch bản cầu huyết kiểu, đôi thanh niên nam nữ yêu nhau nhưng không được gia đình hai bên đồng ý, bèn hẹn nhau ở bệnh viện để bỏ trốn cùng nhau. Ngồi vững nhé, bác Tài đạp nghiến chân ga, xe taxi mau chóng phóng ra ngoài. Trong bệnh viện, bác sĩ Lý vừa làm xong việc về nghỉ ngơi thì vừa hay thấy cảnh Tống Thư Hàng ôm Tô Thị A Thập Lục chui vào xe taxi. Ủa, người vừa chạy ra có phải là em trai Nhã Nhã không ta? Trong lòng cậu ta ôm người nào thì phải, ga giường kia là của bệnh viện mình phải không? Chuyện gì xảy ra vậy? Bác sĩ Lý chẳng hiểu mô tê gì cả. Cô đang suy nghĩ thì một ông chú tộc đi làm đột nhiên nhảy xuống cầu thang, đoạn cầu thang hơn 10 bậc mà hắn nhảy phốc xuống chỉ bằng một bước. Này, đừng nhảy trong bệnh viện thế, nguy hiểm lắm. Bác sĩ Lý lên tiếng ngăn cản. Nhưng bây giờ ông chú làm sao còn quan tâm nhiều chuyện như vậy, hắn hận đến nghiến răng, cắm đầu đuổi theo chiếc xe kia. Dọc theo đường đi có rất nhiều chướng ngại vật ngăn trở như bồn hoa, lan can, bãi đỗ ô tô, song chẳng gì có thể ngăn được ông chú nọ. Hắn như một cao thủ parkour, di chuyển tung hoành, chạy nhanh băng băng. Uầy, ngầu, rất nhiều người phải lấy điện thoại ra quay lại màn parkour phấn khích của vị cao thủ nọ. Chưa đến 3 phút, taxi đã dừng lại ở khu phố Đại Cát. Tống Thư Hàng ôm Tô Thị A Thập Lục xuống xe, rút một tờ tiền mệnh giá 50 tệ đưa cho tài xế. Cảm ơn bác Tài, không cần trả lại. Hắn không dám lãng phí thời gian, trời biết ông chú tiên nông tông kia sẽ đuổi kịp lúc nào. Không chờ tài xế đáp lời, hắn đã ôm Tô Thị A Thập Lục vọt thẳng vào chỗ sâu trong khu phố Đại Cát. Rẽ trái, tầng 19 tòa nhà A cao ốc An Đức là chỗ ở của ta. Trong đó có chỗ để chúng ta ẩn thân tạm thời, Tô Thị A Thập Lục nhẹ giọng nói. Đi đến nửa đường cô đã phong tỏa khí tức của bản thân, lúc trước vì đau đớn nên cô không thể giấu đi khí tức. Mới để cho ông chú tiên nông tông kia tìm được vị trí của mình. Nhưng tiếc một điều là, Tống Thư Hàng không biết che giấu khí tức của hắn. Tống Thư Hàng ôm cô đi vào cao ốc An Đức, bọn họ gặp may, cửa thang máy mở. Cả tòa nhà này chỉ có 2 thang máy, số nhọ một tí là phải chờ một thời gian dài. Đi thẳng lên tầng 19, A Thập Lục mở cửa phòng, yếu ớt nói. Thả ta xuống, người đứng yên đây đừng nhúc nhích. Tiếp đó, cô vào phòng. Mở tủ rượu lấy một lọ dược thủy rồi quay lại hắt hết lên người Tống Thư Hàng. Đây là dược thủy có mùi, có tác dụng tạm thời che giấu khí tức của bản thân. Sau khi vẩy lên, khí tức và mùi trên người Tống Thư Hàng đều bị cắt đứt ngay ngoài cửa. Song thời gian của nó rất ngắn, chỉ được vài phút mà thôi. Đi theo ta, Tô Thị A Thập Lục kéo Thư Hàng vào phòng ngủ, tiếp đó mở tủ quần áo, dẹp hết đồ trong đó sang một bên. Cô lục lọi trong tủ một hồi, cuối cùng mở ra một cánh cửa ngầm. Đây là gian ngầm nằm giữa phòng ngủ và nhà tắm, thiết kế cực kỳ khéo léo, từ bên ngoài nhìn vào căn bản không thể nhận ra nơi này có một phòng nhỏ bí mật. Vào đi, A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng cùng cô chui vào phòng nhỏ. A Thập Lục bày biện lại quần áo trong tủ, ấn chốt khóa, đóng lại cửa ngầm giữa tủ và gian phòng bí mật này. Thế vẫn chưa xong, cô còn lấy một quyển trục nhỏ trong mật thất, mở ra, dán lên trên cửa.
Trên quyển trục khắc một trận pháp có thể che giấu khí tức và âm thanh, chế tạo nên một chốn náu mình hoàn mỹ. Tống Thư Hàng nhìn bộ dạng sớm có chuẩn bị của A Thập Lục thì hồ nghi hỏi. Cô đã sớm biết ông chú kia đang tìm mình rồi à? A Thập Lục lắc đầu nói. Tô thị bọn ta là gia tộc lớn, sản nghiệp lớn, kẻ thù cũng không ít. Gian phòng bí mật này là lo trước cho khỏi họa. Đây vốn là kho chứa đồ của chủ cũ, ta chỉ sửa lại một chút thôi. Tống Thư Hàng gật đầu, gia tộc tu tiên lớn sống chẳng dễ dàng gì. Mật thất không lớn, hai người mặt đối mặt ngồi trong đó, có thể nghe được cả tiếng hít thở của đối phương. Ông chú kia có thể tìm được nơi này không? Tống Thư Hàng hạ giọng hỏi. Đến nửa đường ta đã che giấu khí tức của bản tha, có điều, chỉ cần hắn không phải đồ ngốc thì vẫn sẽ tìm thấy căn nhà này, Tô Thị A Thập Lục nhìn Tống Thư Hàng. Bởi vì trên đường đi Tống Thư Hàng không che giấu khí tức của bản thân, nên cho dù có mất đi khí tức của Tô Thị A Thập Lục thì ông chú vẫn có thể lần theo khí tức của Tống Thư Hàng để tới đây được. Như vậy vấn đề là, ông chú kia liệu có phải là đồ ngốc thật hay không? Tuy ông chú có hơi khờ nhưng không phải ngốc thật. Lần theo khí tức của Tống Thư Hàng, hắn thuận lợi tìm được tòa nhà A cao ốc An Đức. Chính là nơi này, trong đó còn lưu lại mùi của tên lừa đảo kia. Ông chú cười lạnh, khứu giác của tu sĩ còn nhạy hơn cả chó, mùi trên người thằng lừa đảo kia hắn vẫn chưa quên. Hắn dùng sức đẩy cửa ngôi nhà, cửa phòng trộm chắc chắn tới đâu đi nữa thì cũng chỉ là da mỏng dưới tay tu sĩ mà thôi. Các ngươi trốn không thoát, đồ lừa đảo đáng ghét, còn cả con nhỏ con cháu Tô thị kia nữa. Ông chú vọt vào phòng, tiếng giống phẫn nộ đinh tai nhức óc. Nhưng mà căn nhà trống rỗng, không một bóng người. Mùi và khí thức của kẻ lừa đảo bị cắt đứt ngay trước cửa, trong không khí còn mùi dược thủy thoang thoảng. Lại bị chơi xỏ, ông chú nổi trận lôi đình. Hắn bắt đầu điên cuồng tìm kiếm trong nhà, đập phá đồ đạc, bám lên trần nhà, lật tung tất cả những nơi có thể ẩn náu, thế nhưng trước sau vẫn không tìm thấy hai người kia đâu cả. Đáng giận, trốn đâu mất rồi, ông chú gầm lên, sau đó lao ra khỏi nhà, điên tiết chạy đi. Tống Thư Hàng nghe thấy bên ngoài yên tĩnh lại thì hỏi. Ông chú đó đi rồi à? Đâu có dễ vậy, giờ chỉ hy vọng hắn sẽ không đập cả nhà thôi, A Thập Lục lắc đầu. Lần này cô trốn đi mang theo quá ít đồ đạc. Nếu trên người có vài món phù bảo, pháp khí mạnh mẽ hoặc đan dược có thể tạm thời áp chế vết thương thì ông chú tiên nông tông kia chẳng thể tạo thành uy hiếp gì với cô cả. Đúng như cô dự đoán, không bao lâu sau, bên ngoài lại truyền ra tiếng động. Ông chú tiên nông tông kia đã đi mà quay lại. Tuy hắn hơi khờ nhưng vẫn hiểu thế nào là kế hồi mã thương. Đáng giận, chẳng lẽ trốn mất thật rồi? Hắn thì thào tự nói. Mãi một hồi lâu sau, bên ngoài lại yên tĩnh, không còn tiếng động gì nữa. Ông chú đó đi chưa? Tống Thư Hàng hỏi, vì sợ đối phương phát hiện nên hắn không dám thi triển tinh thần lực để thăm dò. A Thập Lục lắc đầu, cô có thủ đoạn có thể theo dõi nhất cử nhất động bên ngoài mật thất. Tên tiên nông tông kia vẫn ở phòng khách, nhìn có vẻ muốn ôm cây đợi thỏ. Vậy bây giờ chúng ta tính sao? Tống Thư Hàng cười khổ. Hắn đi là tốt nhất. Nếu hắn vẫn ở đây thì chờ đến tối, vết thương của ta không phát tác nữa, một trưởng của ta là có thể làm gỏi hắn ngay, A Thập Lục thản nhiên đáp. Đờ mờ, quên mất cô gái này có thân phận thiên tài chẳng kém gì Vũ Nhu Tử, tuổi còn trẻ mà đã độ lôi kiếp tam phẩm hậu thiên rồi. Theo cách chia của các môn phái tu sĩ cổ xưa thì nhất phẩm gọi là luyện thể, từ nhị đến tứ phẩm là luyện khí, ngũ phẩm là kim đan đại đạo. Cô gái này đã là đại cao thủ bước vào luyện khí cao tầng. Chỉ kém một bước là lên tới luyện khí đỉnh phong, chuẩn bị ngưng tụ kim đan rồi. Chỉ cần tạm thời áp chế được vết thương do thiên kiếp, thì làm gỏi ông chú ngoài kia chẳng phải là dễ như bỡn hay sao. Tóm lại, tạm thời, hai bên cứ thế mà giết thời gian của nhau đi. Trong lúc nhàn rỗi nhàm chán, Tống Thư Hàng bắt đầu tu luyện, chân ngã minh tưởng kinh, rèn tinh thần lực. Thời gian thấm thoát, thoáng cái đã tới giữa trưa. Bụng của Tống Thư Hàng phát ra tiếng kêu rồn rột. Hắn mới vào giới tu chân, lúc tu luyện cần một lượng khí huyết rất lớn, cho nên ăn nhiều mà đói cũng nhanh. Có gì ăn không? Tống Thư Hàng hỏi. Nếu là trong mật thất, ắt phải chuẩn bị đồ ăn chứ nhỉ? Ta có thể thích cốc, A Thập Lục nhướn mắt, nói tỉnh bơ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 120.